nam mô bổn sư thích cao ni phật kính thưa tất cả các Phật tử cùng tất cả các bạn nghe trong chương trình buổi tối hôm nay nam mô a di đà phật Hôm nay ta sẽ uh, nói về thuộc về ta là cái đó tức là của Marari à, Nasa Gadata Marari Mara, Ma, 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 Mara, Marari là một vị đạo sư người Ấn Độ và ông là một người giác ngộ đó là nó tương tự như là Christianity nhưng mà Christianity thì so sánh trong cái như sách kiếm hiệp thì nó là thiên kiếm còn ông là tuyệt đau nghĩa là ông chỉ nói một câu nào đó là dứt khoát ở câu đó nó không có cái sự giải thích như cái cách của Christianity và như điều ông nói đó đưa đi đến cho người ta có thể giác ngộ ngay tức khắc à, nếu người nào mà có khả năng nghe thì trong mỗi câu nói của ông là mỗi cái cái, cái ánh sáng có thể đi thẳng vào lòng người và khiến cho người ta từ cái ánh sáng đó mà biết được mình đó. đây là một cái điều rất là đặc biệt cho nên ở trong đầu cuốn sách này người ta nói là cái thật thì bất tử, cái hư giả chưa bao giờ sống. Ừ. Cái thật của chúng ta, nó nó là một cái bất sanh bất diệt, nó là bất tử. Còn cái hư thì chưa bao giờ sống, tức là nó không có thật. Nhưng bởi vì chúng ta không biết nó, ta thấy nó, nhìn nhận nó. Cũng như mình nói cái vọng tưởng, vọng niệm, không bao giờ nó có thật. Ừ. Bởi vì nó không có thật cho nên gọi là vọng chứ nó không có chăn còn cái chăn của mình là nó có thật nhưng mà mình không thấy đến khi mà mình thấy thì nó sẽ không bỏ mình mà khi mình không thấy thì cái 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 thấy giả đó, nó luôn luôn nó đeo bám theo mình cho nên nó không phải mà không phải là với thân xác thì người sẽ nhìn ra thân xác khi biết rằng cái cái chết chỉ xảy ra với thân xác mà không phải với người thì người sẽ nhìn ra thân xác chúng ta thấy cái câu nói này nó rất dễ nghe nhưng mà nó khó hiểu là bởi vì đây là cái tôi nói cái bài tựa ở cái cái đầu của cuốn sách thôi chứ chưa có vào giảng ừ. Ừ. nên là khi biết rằng cái chết chỉ xảy ra với thân xác mà không phải với người tức là cái người mà nghe hiểu được câu này tức là thân xác không phải là người nó chỉ xảy ra thân xác thôi chứ không phải xảy ra với với cái ta với với ta của mình tức là cái sinh lực cái cái thật của mình cái lực sống cái 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 sự giác ngộ cái sự hiểu biết của mình thì không trong đó không có cái chết bao giờ nếu mình nhận được điều đó thì mình gọi là bất tử và mình sẽ trở thành một cái sự sống vĩnh cửu nhưng mà điều này là cái điều chúng ta phải có một cái chút căn cơ và một cái chút um, nghĩa là nó nó hỷ lạc ở trên cái con đường này thì chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra uhm. cho nên không phải là với ngươi thì ngươi sẽ sẽ nhìn thân xác rủ xuống như một lớp áo bị bỏ bị bỏ à. tức là chúng ta thấy một câu này nó đầy đủ khi biết rằng cái chết chỉ xảy ra với thân xác mà không phải với ngươi à. thì ngươi sẽ nhìn thân xác rủ xuống như một lớp áo bị loại bỏ đó những người nào mà tu mà biết được cái gọi là hiểu được sự sống chết cũng có nghĩa là vượt qua sống chết thì cái điều này không khó hiểu lắm tức là khi mà thân xác nó rủ xuống chúng ta thấy giống như một cái áo nó bị đứt nút và nó rớt xuống còn một cái gì đó chân thật thì nó vẫn còn đó cái điều này là chúng ta có thể bắt đầu nhận từ bây giờ mà ở trong cái sách này nếu chúng ta theo dõi chúng ta biết được nó thì đó là một cái điều ích lợi rất là lớn ừ. cái ta thật của người thì phải thì phi thời và siêu vượt sinh tử đó. Ừ. cái ta thật chứ không phải là cái bản ngã ừ. của người thì phi thời và siêu vượt sinh tử thân xác tồn tại khi được cần đến nhưng không nhất thiết thân xác phải trường thọ không phải là cái thân xác nó không phải là một cái sự trường Thọ như sự mong muốn như là mình tưởng ừ. cho nên ở đây nói về cái sự ám ảnh của cái thân xác là như thế nào mấy ừ. người trên kia không có xuống nghe hả không ừ. Ừ. Bữa trước chúng ta có nghe một bài, là bài thứ nhất. Bữa nay này là cái bài thứ hai chúng ta. Nội ấm ảnh của thần sắc. Đây là các câu hỏi, câu hỏi của một người khách. Dĩ nhiên những người khách này là những người họ thuộc về những người họ rất có trí tuệ. Phần nhiều là những người đến với Marari là những người phương Tây hoặc là những người mỹ người âu châu hay là những người ở những nước chứ chứ ở ấn độ thì ít hơn bởi vì ông là người ấn độ nhưng mà những người đi đến học với ông là những người có thể là những nhà văn những triết gia và những người thông thái những người mà đi tìm kiếm lại chính mình đi tìm kiếm lại cái tôi hay không phải cái tôi này thì đó không phải là những người tầm thường bởi vì những người thầm thường thì họ chưa bao giờ nghĩ điều đó. Và họ cũng không biết điều đó là điều gì. Cho đến họ cũng không sanh ra câu hỏi đó bao giờ. Đó. cho nên do như vậy. Bây giờ một trong những người đó họ đặt cái câu hỏi như thế này. Mara ra ông đang ngồi trước mặt tôi. Và tôi ngồi đây dưới chân ông. Sự khác biệt căn bản giữa ông và tôi là gì đây là câu hỏi thật sự thì mình ít khi mà mình nghĩ theo cái cách này ít khi mà mình tìm được những cái 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 sự cái câu hỏi để nó thu gom lại thật sự mình có khóc gì ở đó hay không khóc gì cái bên ngoài hay là khóc gì ở một người ngồi trước mặt của mình hay không đó vì vì thế cho nên cái người hỏi này á, người ta có một ý thức rất là kín đáo người ta muốn biết một cái gì đó nó ừ. cho nên nói ông đang ngồi trước mặt tôi tức là chỉ Mara đó và tôi ngồi đây dưới chân ông ừ. sự khác biệt căn bản ông và tôi là gì ông đâu lấy ông để lên thôi À. Ma ra mới trả lời, chẳng có sự khác biệt căn bản nào cả. À. Ông nói để để trên được thì cứ để. À. Ừ. Ông nói là chẳng có sự khác biệt nào cả. À. Chúng ta ví dụ như nếu chúng ta có một cái sự giác ngộ hay là một cái sự hiểu biết sâu ở trong những cái loại ngôn ngữ như thế này thì chúng ta thấy cái câu hỏi này là một cái câu hỏi uh, nó để trừ cái, cái câu câu trả lời nó để trừ câu nói chứ không phải là câu trả lời chúng ta thấy không ừ. ông đang ngồi trước mặt tôi và tôi ngồi đây dưới chân ông sự khóc biệt căn bản giữa ông và tôi là gì, ừ. cũng như một người nào hỏi thầy, thầy ngồi trước mặt tôi và tôi ngồi ở phía dưới của thầy, vậy sự khác biệt giữa tôi và thầy là cái gì? Ừ. thì chúng ta coi thư ông trả lời như thế nào, ông trả lời chẳng có sự khác biệt căn bản nào cả. cái câu này có cái tính chất là chúng ta hiểu hiểu sao cũng được chúng ta nói đâu có gì khác biệt đâu bình thường một người bình thường dù chúng ta không giác ngộ chúng ta cũng nói được như vậy và câu này giống như một câu thông thường nhưng mà thật sự nó không phải là một câu thông thường bởi vì cái không khác biệt đó là người ta nhìn thấy ra cái không khác biệt chứ không phải là cái trong sự so sánh thì mình nghĩa là cái người ngồi đó cũng là người mình cũng là người tất cả đâu có gì khác đâu cho nên cái sự khác biệt này á, là một cái sự cái từ khác biệt này là chính ở một cái từ đồng chất trên cái cái cái, cái 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 gọi là giác ngộ ở trên cái sự giác ngộ ở trên cái sự có thể gọi là cái tâm và cái cái nhìn thấy nó như nó nó như cái đó ví dụ nếu chúng ta nhìn thấy cái này như cái này thì cái kia nó cũng như là cái kia cũng như ở đây nó là nếu chúng ta thấy đây là một một ngón tay thì tất cả đều là ngón tay. Nhưng mà chúng ta không thấy ngón tay, chúng ta thấy đây là cái đang là thì tất cả nó cũng chỉ là đang là. Nhưng mà nếu chúng ta thấy đây chính là cái chỗ mà chúng ta hiểu, chúng ta giác được, chúng ta thấy thì tất cả chúng ta đều thấy. Bởi vì khi chúng ta có cái thấy rồi ấy, Thì tất cả những cái hiện tượng Những cái tướng trạng đó Nó không có gì sai khóc Cái sai khóc là do chúng ta phân tích Phân biệt Nó chứ không phải là nó sai khóc Cho nên cái điều này là cái điều rất quan trọng Bởi vì thật sự Không có gì sai khóc hết cả Chúng ta nhìn chúng ta thấy Bởi vì trong lòng chúng ta mái đậm một cái gì đó Phân biệt một cái gì đó và nó sanh ra một chút gì thì cái sai khác là do cái khái niệm của chúng ta chứ nó không có gì sai khác hết cả chẳng có gì khác biệt cả người hỏi đó nhất định là phải có một sự khác biệt thực tế nào đó tôi đến với ông nhưng ông không đến với tôi thật sự những người hỏi này là những người rất có lý trí họ thông minh và họ là những người có thể phần nhiều là tôi nói đó, là những người ở tây phương tức là những người nhà văn những triết gia những người thông thái những người có trí thức ít nhất họ cũng là những người cũng như là các vị giáo sư trở lên còn hoặc là những người thường là những người họ đi tìm những cái chân lý lẽ thật chứ họ không có đùa giỡn và họ cũng không họ cũng không có tin tưởng mê tín hay là tôn giáo này kia bởi vì những người mà đi tìm này là họ đi tìm thẳng vào sự giác ngộ sự chân lý và họ đặt những câu hỏi đó thì nó thật sự là mà những thầy tu như tôi đã có thể trả lời không được đó cho nên do như vậy chúng ta mới biết là cái sự cái trình độ tiến hóa của con người á nó rất rất sai sai biệt thành người ta nói như nhau dập mũi ngăn mài đó. lòng mê lòng giác khác xa ngàn trùng không có giống nhau đâu và chính như thế cho nên khi chúng ta chết rồi thì một người đi lên một người đi xuống một người đi đằng đông, một người đi đường tay. Chứ không bao giờ đi chung. Nghĩa là một người lên chư thiên. Mà một người có thể nhập vào một cái hồn. <laughs> làm một cái xác nào đó. Cho đến khi mà cái xác của một con heo rừng. Hay là cái xác của một cái cái loài nào đó. Bởi vì chúng ta không nghĩ rằng trong cái khoảnh khắc mà chúng ta đi đầu thai đó là cái tâm trạng chúng ta như thế nào. Một hôm nào tôi sẽ tình bày cái đó một cách chi tiết chúng ta sẽ thấy cái, cái lúc mà chúng ta chuông vào thai không phải là chúng ta đều chuông vào bụng mẹ chúng ta có thể chuông vào một cái thân của một con vật nào đó đó vì một cái lý do đặc biệt mà tất cả mọi người đều có đó. cho nên chúng ta sẽ thấy điểm đó thì sau này chúng ta mới biết rằng cái hướng của chúng ta đi đầu thai chúng ta có thể dừng được hay không chúng ta có thể dừng sự tái sanh hay không đây là cái điều vô cùng quan trọng ừ. à, cho nên mới nói vì à, người hỏi mới nói nhất định là phải có một cái gì đó khác biệt thực tế nào đó chứ sao là không có tôi ông làm sao là không giống sao là giống nhau được ông khóc tôi khóc họ họ tìm đủ 100 cái lý lẽ mà khác nhau do đó do tìm đó tìm người siêu việt hơn hơn âm đây này vì tưởng tượng ra những khác biệt nên âm bông ba đây đó tìm người siêu việt hơn âm chúng ta thấy hai trong hai câu hỏi này thật sự nó đã có cách trả lời rồi chứ không phải là không Ví dụ nhất định làm có một sự khác biệt thực tế nào đó tôi đến với ông nhưng ông không đến với tôi nghĩa là tôi có vấn đề tôi mới tìm ông còn ông đâu có vấn đề gì ông là người giải thoát đó thì thì cái người này họ ý nghĩ thầm ký như vậy cho nên họ đặt ra câu hỏi nhưng mà ma ra trả lời như thế nào ông nói vì tưởng tượng ra những khác biệt bằng tưởng tượng ra khác biệt ra sao chứ không phải bởi vì nếu bạn không có tư tưởng đó thì bạn sẽ không thấy sự khác biệt bao giờ. Chúng ta thấy cái 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 mánh mà cái ngôn ngữ mà thật sự mình nói cái mánh để chơi chứ thật sự cái người giác ngộ họ nói cái đó rất là đúng. Bởi vì vì chúng ta thấy sự khác biệt tức là cái tư tưởng chúng ta khác cho nên chúng ta nghĩa là mới đi tìm đi tìm thật sự đi tìm lại cái gì mà nó đồng nó muốn đầm hay là muốn biết hay muốn gì đó nhưng mà cuối cùng á, là nó đi tìm lại chính mình à. cho nên đúng là mỗi lúc mà chúng ta giảng cái này đó chúng ta phải đọc cái cái, cái 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 mấy cái câu ban đầu của sách này nhưng mà kỳ trước tôi có 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 kêu cô tâm quán đọc đó nó là hoặc bằng tiếng pháp hay bằng tiếng anh là nó chính xác đó tức là đi tìm lại chính mình âm ừ. cũng là một người siêu việt, âm nhận định là người biết cái chân thật, còn tôi tôi không biết, bởi vì à, bởi vì cái cái người hỏi rồi nói nhất định phải có một cái gì khác biệt thực tế nào đó, tôi đến với âm nhưng âm đâu có gì mà đến với tôi, tức là tôi có vấn đề, tôi đến với âm họ biết như vậy, thì tôi là khác rồi, còn âm không có vấn đề thì âm là giải thoát hay sau đó âm Ông, ông không giống tôi thì ông mới trả lời vì tưởng tượng ra những khác biệt nên ông bôn ba đây đó để tìm cái người siêu việt hơn ông thật sự là nếu mà mình không có tưởng tượng hay không mình không có đặt vấn đề gì đó thì một là mình hoàn toàn mình không biết hoặc là mình dốt còn hai nữa thì cái người tìm và cái người gặp gỡ thật sự đều đồng nhau lúc nào cũng đồng nhau nhưng mà bởi vì mình khởi ra một cái tư tưởng tư duy cho nên mình có khác cho nên khác nhau ở trong tầm nhìn khác nhau ở trong ý nghĩ và khác nhau ở trong cái sự phân biệt tức là cái thức phân biệt đó nhưng mà chúng ta nói nó thành ra cái giáo lý chuyên môn thì chúng ta không hiểu được nhưng mà ở đây những câu nói ở đây nó có cái tính chất cũng giống như một cái văn kiện về thiền nó nói ngập ngừng nó nói nửa vời hay là nói một cách chính xác quá đáng nhưng mà người ta lại rất khó hiểu rồi chúng ta sẽ thấy những câu kế tiếp này nó luôn luôn nó dùng ở trong những cái ngôn ngữ giống như là nó phản đề lại và khiến cho người ta tự nhiên người ta phải bật ra một cái ánh sáng và hiểu bởi vì cái hiểu nó không phải hiểu theo câu nói nhưng mà nó hiểu lại chính trước khi mà nó muốn hỏi hay là muốn nói điều gì và nó hiểu điều đó. Khi nó hiểu điều đó thì đầm như là nó nó tìm được cái chân lý của 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 bậc thầy mà mà dạy dỗ đó. Đối với nó ông cũng là một người siêu việt, ông nhận mình là người biết cái chân thật còn tôi thì không. Thì ông trả lời làm sao? Ông mới trả lời này, có bao giờ ta nói ông có bao giờ ta nói âm là người hàng kém vì âm không biết Đó. hãy để những ai nghĩ ra những khác biệt như thế chứng minh sự khác biệt ta không tự nhận mình biết cái mà âm không biết thật ra ta biết còn ít hơn âm Đó. chúng ta thấy không thật sự câu nói nó rất đơn giản nhưng mà nó rất hay nó không có thể thay thế một cái cách nói khác được nên này có bao giờ ta nói âm là người hàng kém vì âm không biết bởi vì một người giác ngộ họ không nghĩ như vậy họ chỉ thấy là cái thấy thôi và họ như thế à, trừ trường hợp người ở trong cái sự hỏi đáp hoặc trong một vấn đề trong một việc làm gì đó thì người ta có thể muốn giúp đỡ hoặc là có gì đó thì cái sự sai biệt nó xảy ra và người ta đáp ứng cái sự sai biệt đó bằng một cái tính chất bù đắp trong cái 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 sự hiểu biết cho người đó chứ thật sự người ta cũng không có nghĩ người ta không bao giờ người ta mắc công mà nghĩ cái người đó bằng mình hơn mình hay là kém cỏi <laughs> người ta nếu một người mà họ họ giác ngộ mà cỡ cỡ sơ cấp thì họ cũng nghĩ như vậy họ nghĩ người đó không họ mà hiểu đâu họ chưa biết họ biết thấy cái người mà đối tượng đó cho nên họ không cần gì phải hỏi phải nói họ nhìn là họ biết còn cái người trung cấp á, thì họ nhìn đó họ nhìn họ vừa thoáng qua tư tưởng tức là bỏ đi họ không có nghĩ cái đó còn cái người thượng lưu cũng như giác ngộ cũng như có ba ba hạng cũng như thượng phẩm trung phẩm hạ phẩm cái người thượng lưu thì họ không nghĩ gì hết cả bởi vì họ nằm nguyên vẹn ở trong cái sự giác ngộ cho nên họ nhìn mọi người như chính cái nhìn của họ chứ không phải là họ nhìn mọi người như là người giác ngộ không phải như vậy họ giác ngộ rõ ràng là tâm thức đó thành họ không có cái sự so sánh không đối chiếu vì họ không bao giờ họ nghi ngờ gì hết cả họ nghi ngờ thì họ mới đặt ra câu hỏi họ đối chiếu họ so sánh bây giờ bằng họ không có nghi ngờ đó. cho nên ngay những câu hỏi này thật sự nó cũng dạy cho chúng ta cái cách khôn ngoan hơn cái cách có trí tuệ hơn và cái sự nhận định và biết cái cách lập luận đó còn nếu mà chúng ta hiểu được những câu nói này thì chắc chắn là chúng ta có thể giác ngộ như một cái chớp không có khó khăn gì hết cả nó thật sự cho nên tại sao mà một người nông dân mà ra là một cái người nông dân một người ít học chứ cũng không phải hoàn toàn ông không có học ông là một người ít học có lẽ là ông cũng học lớp hai lớp ba lớp tư gì đó thôi cái ông nhiều lắm là ông biết đọc biết viết chẳng hạn bởi vì ông suốt từ hồi nhỏ ông đi bán thuốc lá ông là người vắng thuốc lá và bán thuốc lá vắng vân tay này kia đó chứ không phải là một cái hẳn hay là cái xưởng thuốc lá vì thế cho nên mình tưởng tượng cái người đó họ thật sự họ rất bình dân họ rất nghèo và họ không có văn hóa ừ. Cho nên khi mà ông giảng thiết những cái điều mà khắp thế giới đều đấy nghe Thì mấy đứa con ông nó cũng chạy tán loạn ở ngoài đường Nó chơi ồn ào và nó Người ta hỏi nó ẩm trầm á, ông nói chuyện ồn ào ở trầm á Nó cũng đâu có biết đâu Cho nên cho nên cái điều đó là cái điều nó rất thông thường cho cái những gia đình thuộc về bậc giác ngộ Người ta giác ngộ là giác ngộ thôi Chứ không phải là gia đình của người ta siêu đáng vượt bậc cái gì hết cả nhưng mà những người đến thì họ cần cái điều giác ngộ đó Bởi vì điều đó trừ những người đó họ biết còn ngoài ra Nghĩa là một trăm người khác hay là một ngàn người khác đều không biết Những người khác dù là cái người đó Ví dụ như Mara không có cái bằng <laughs> tiến sĩ nào hay cả Cũng không có bằng thạc sĩ, cũng không bằng tú tài Cũng không có bằng trung học hay cái gì hết cả Thế nhưng mà ông là người giác ngộ cho nên bây giờ dù tiến sĩ dù cử nhân dù bất cứ một một nhà trước học nào họ cũng đều phải đến học điều đó bởi vì cái điều giác ngộ là cái điều không thể học được không người người có trí hay là cái người ngu hai người đó nó bằng nhau trong cái biết và cái không biết còn cái người giác ngộ thì họ không họ vượt ra ngoài cái chỗ biết và không biết đó. đó cho nên do như vậy tất cả cái người trí và người người không có trí đều đến học với người giác ngộ cho nên có bao giờ ta là người hàng kém vì âm không biết có bao giờ ta nói âm là người hàng kém vì vì âm không biết bởi họ chưa bao giờ nói điều đó hãy để những ai nghĩ ra những khác biệt như thế chứng minh sự khác biệt ừ. bởi vì những người nghĩ ra sự khác biệt thì mới chứng minh sự khác biệt chứng tạo cái người đó có bản ngã, suy tư và chứng minh cái bản ngã của chính mình trong cái suy tư đó. Ta không tự nhận biết, nhận mình biết cái mà ông không biết, thật ra ta biết còn ít hơn ông nữa. Ông nói rất đúng. Ta không nhận ra, ta không không bao giờ tự nhận mình biết cái mà ông không biết. Cái ông không biết thì thật sự ta cũng không biết nhưng mà mà cái mà ta biết chỉ là cái biết thôi cho nên thật sự nếu cái nói cái biết ấy, thì có thể nói là ta biết còn ít hơn ông bởi ông biết rất nhiều chuyện còn ta không có không có nhiều chuyện ta không có gì mà để biết hay là để nói hết cả đó là thật sự tâm trạng của những người giác ngộ có thể nói là họ biết rất ít họ không biết bởi vì có có thể nói thật sự là họ không biết luôn bởi vì họ đâu có cần biết cái gì đâu họ là cái biết mà họ biết cái gì nữa còn mọi người thì luôn luôn ở trong cái thiếu cho nên họ mới biết họ mới học họ mới biết đủ thứ chuyện cũng như mình học cái này không phải là mình học để biết mà mình học để giác ngộ có thể nó từng phần từng phần từng câu từng câu nó đánh lần đánh lần vào trong đó một lúc nào một câu nào đó mình vỡ ra mình sẽ giác ngộ nếu mình tin điều đó chắc chắn nó sẽ xảy ra thôi cho nên những cái điều này cái này nó 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 cũng ngang bằng những cái mà ta nói. Ví dụ như bây giờ mình đọc rất nhiều kinh, mình đọc rất học nhiều nhưng mà không bằng mình hiểu một cái tư tưởng như, như bắc nhã Hạ Kim Cang. À. Mới một từ thôi. Ví dụ như bây giờ người ta nói vô trí diệt vô đắc. Nhưng mà mình chỉ tụng thôi chứ mình không hiểu, không hiểu cái vô trí là gì, cái vô đắc là gì. Bởi vì trong cái sự trống rỗng của cái tánh biết đó nó đâu có trí, có đắc, có được cái gì đâu. Cũng không, không có vô khổ tập dược đạo. Vì thế cho nên cái tâm nó không có quá trở ngại, tâm vô quái ngại. Tất cả những cái đó là nói về sự thật của mỗi con người đều có đó, nhưng mà mình không biết, cũng chưa ai giảng cho mình và đồng thời mình cũng không có ký nhận ra điều đó. Vì thế cho nên mình đứng ở cái phía bên này còn cái người biết đó thì họ không có bên này bên kia mà họ bởi vì họ không có gì ấy cả đó cho nên những cái này là những cái mà thật sự là nếu chúng ta không khéo nói thì rất khó mà mở ra cái chân lý thật đó ừ. cho nên ta không tự nhận mình biết ổng nghĩa là mình biết tại sao là mình tự nhận mình biết cái người mà nhận mình biết đó thật sự là cái người nó nó thật sự cái người đó còn ngu hơn cái người biết nữa đã biết rồi bởi vì nhận biết thật sự là mình tôn mình lên trở thành một cái bản ngã và chính cái bản ngã của sự biết nó làm mờ cái biết đi nó làm cho cái biết mất giá trị bởi vì cái biết là một một ánh sáng trong một cái khoảng nào đó của ngôn ngữ của suy luận của cái sự tìm kiếm nhưng mà mình tự đạt nó là một cái thật thì tự nhiên mình nó trở thành giống như một cái bóng tối vậy thì mình không còn con đường nào mà đi nữa hết cả cho nên người biết không bao giờ cái người mà thật biết á còn người mà biết lem nhem mình học á dài được dài cái lá mít chứ, thì thật sự mình cho mình biết dữ lắm nó thiệt sự chứ nói mà giống như là là kiểu phẩm công thiện nữa chỉ học được vài cái lá mít. học được vài cái, cái 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 chút xíu đó thì mình nghĩ mình là ghê lắm cái chút xíu đó là cái cử nhân tiến sĩ hay cái gì gì đó bởi vì dù có học hết cái vũ trụ này mà mình không biết ngay có hơi thở mình mình cũng không biết nữa chứ đừng có nói cái thần kinh đừng nói cái tim với hơi thở mình đó là gì và đừng có nói cái ý nghĩ mình từ đâu mà nó sanh ra mà nó cấu trúc cái tư tưởng cái tư duy bằng cách nào tại sao là mình nghĩ người ta thua người ta có thể nghĩ ra rất nhiều nhưng mà người ta không bao giờ thấy cái nghĩ của mình có gì không điện thoại, thoại kệ nó hồi nãy không lấy ra đây đó. Ừ. Cho nên cái vấn đề ấy, là Là chúng ta phải biết cái biết Cái biết là cái tánh biết của mình Sáng suốt nó rọi giống như cái mặt trời Hay là giống như cái vầng trang Nghĩa là, là vầng trang rằm Hay là vầng trang mùng 9, mùng 10 không vậy? Nó thanh tĩnh, nó yên ổn ở Trên cái bầu trời xanh mát như vậy Còn cái biết mà của con của loài người á, cái biết của con người học thức á là cái biết bằng lý và trí. Tức là cái tri thức của những cái mà họ xác định, họ tìm kiếm cái này kia mà luôn luôn nó có những cái tính chất giới hạn. Cho nên không ai biết được toàn diện và người ta biết từng phần từng phần chừng nào đó. Rồi người ta mới bắt đầu người ta xác định mình xác định về cái vị trí của mình về cái thế đứng của mình như thế nào cho nên những người này họ biết rất ít còn họ người không biết nhưng mà họ không có cái bản ngã họ không có cái chấp biết hay không biết bởi vì trong tâm họ nó vô tướng nó vô tướng cho nên do như vậy cũng gọi là vô niệm khi mà người ta được cái vô tướng vô niệm đó thì người ta biết tất cả nhưng mà không phải là người ta biết cái gì Không phải là người ta biết những cái danh xưng Những cái tính chất của kẻ khóc đặt ra Người ta chưa cần điều đó ừ. Cũng như họ có thể Họ gần bên cái 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 cái, cái, cái dòng sông Họ sống từ nhỏ lớn giờ trong dòng sông Cũng như mấy em bé ở nhà quen ở trên dòng sông Không bao giờ nó nói chuyện về con sông ấy Nhưng mà nó ra thành phố Những đứa nó chưa từng có con, Xăm xăm nó nó ở có con xăm thế này thế kia tao học tao nghe tao nói đủ thứ là nó không có không thấy con xăm cho nên nó mới nói về con xăm đại khái mình nói một chút xíu đó còn những đứa kia nó nhà quê nhưng mà thật sự nó nó nằm ở bên dòng sông mỗi ngày nó nó lội như con cá con tôm trong dòng sông nó đâu cần gì nó biết về con sông đâu đó. cái chuyện nó cái thí dụ nó như vậy nó cũng 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 gần gũi đó cho nên người ta sống ở đời người ta có cái lẽ thật người ta có cái sự chân chất và thanh bình ở trong tâm bình an trong tâm đó. thật sự những người đó họ rất gần gũi với chân lý hơn là những người mà trí thức trí thức nhưng mà bởi vì sao bởi vì cái thức đó là cái thức phân biệt cái thức phân biệt cái tri tri thức biết về sự phân biệt chứ không phải biết về cái lẽ thật à. cũng như ta biết cái này là ông phật là bởi vì sao bởi vì cái khóc không phải là ông phật à, chẳng hạn như cái này chúng ta không thể nói ông phật được mà cái này chúng ta nói ông phật nói ông phật là bởi vì sao bởi vì mọi người đều nói là ông phật cho nên nếu mình không nói ông phật thì mình gọi là không biết ông phật còn nói mình nói biết ông Phật là ông Phật là thế nào? Ví dụ giả trí bây giờ nếu mà ông Phật thì ông không biết là Phật. Phật bất kiến thân tri thì Phật. Nhược thật hữu vô biệt vô Phật. Cho nên Phật chẳng biết, thấy biết mình là Phật. Nếu thật hay có, Phật có rồi. Nếu mà thật hay chúng ta có, chúng ta nói rằng chúng ta là thật, là ông Phật hay là kia. Thì cái đó chỉ nói về cái danh tướng, cái bản ngã mà thôi. Còn cái bản giác nó sáng như mặt trời mặt trăng, làm sao mà chúng ta nói được. Dù có nói nói cũng không hết. Làm sao mà biết về Phật? Chúng ta chỉ biết Phật là giác mà là giác không phải là đọc trong từ điển, không phải là học ở trong Phật học mà là biết Phật có thể là Phật là bậc giác ngộ. Chỉ thế thôi. Hoặc là ngày nào chúng ta tập tành, chúng ta đi lên con đường giác ngộ thì chúng ta thấy nó sáng ra từng phần gọi là chứng phần ở, ở trong cái cái, 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 cái lực biến đổi vô minh và chúng ta sáng từng phần và chúng ta biết chúng ta nói à có lẽ là phật là bậc toàn giác mà mình bây giờ mình mới giác chút 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 tức là mình con phật mình là phần giác hay là tiểu giác còn phật là bậc đại giác thế tôn đó, mình lấy cái từ đó. đó. nhưng mà người ta nói ông phật cũng nói ông nói cái gì đâu chứ tôi, tôi đâu thấy đây tôi thấy đây ông phật Bữa là ông phật này còn mấy ông nói là không có ông Phật. Người ta căn cứ nơi kế ta nói. Bởi vì cái ông Phật này nó khác hơn cái này. Còn một người mà giá trị họ giác ngộ Phật, họ có thể nó lấy đây họ làm Phật cũng được. Bởi vì khi cái tâm mình giác, mình nhìn ra cái gì nó cũng giác. Cũng như một tâm người thiện, mình nhìn cái gì nó cũng lương thiện. mình Tâm mình thiện mỹ, mình có cái vẻ đẹp trong lòng, mình nhìn cái gì nó cũng lương thiện, nó cũng đẹp. Bởi vì mình không có phiền não khi tâm mình phiền não bực phiền này mình nhìn cái gì nó cũng bực dọc nó xấu xí đó nó là như vậy đó. tâm sau thì pháp nói vậy mà cái tâm nó ngu ngơ thì nó muốn có cái 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 khái niệm muốn có cái biết còn khi cái tâm là cái biết rồi thì nó biết cái gì bây giờ tất cả cái nó đều ở trong tâm mình đó. cho nên những cái câu ma ra nói này dù theo cái thể điệu của cái cái như là mình nói là cái ngôn ngữ theo tính chất luân lý theo tính chất tây phương cái tính chất vấn đáp nó là rất logic nhưng mà đồng thời thật sự nó không khác với những vị thiền sư nhưng mà ông là một cái thiền một vị thiền sư mở một vị thiền sư lớn bởi vì ông đạt được cái tuyệt đối cho nên do vậy cho nên cái này thật sự nhiều lần mình muốn nói mình muốn giảng trao đổi, nhưng mà mình cũng e ngại rằng cái sự thông cảm nó nó chưa đủ. Ừ. Ừ. Cho nên người ta nói kinh điển tích như sơn, vô duyên, bất khả kháng. Cái kinh điển mà nó nó đầy như núi nhưng mà mình không có duyên, mình cũng không đọc được. Ừ. Mà ví dụ như bây giờ thời thiếu Pháp mình nói về nhưng mà có người ở gần bên họ cũng không nghe được. Nó nói như vậy đó. Mà khi mình biết cái, cái 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 giá trị của nó, thì mình biết nó quý giá tới mức, mức nào. Bây giờ tôi đạp cái này 10 lần rồi, tôi vẫn thấy cái giá trị của nó. Tôi vẫn, vẫn có thể đạp tới lần thứ 11. Nhưng mà người ta chưa đạp, người ta nhìn đây người ta thấy. Bởi vì sự khó hiểu. Và nếu người ta hiểu, thì thật sự người ta cái này nó cũng đâu có cái giá trị gì quan trọng. Là bởi vì bởi vì người ta không phải là cái trình độ hiểu thành người ta bắt buộc người ta phải nghe cũng giống như là bây giờ mình có thể biết con số nhưng mà mình không thể giải được những cái bài toán lớn nên là bắt buộc mình phải học mình phải học qua những giáo sư qua mà một cái 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 cấp đại học trở lên chứ còn mình biết sơ sơ thì thật sự cái biết đó mình cũng không thể giải thích được cho nên bất cứ vấn đề nào á cái biết nó không đủ nhưng mà chỉ trừ cái trong giáo lý của phật á nếu mình là có tánh biết thì cái điều đó mình nhận cho nó chính xác rõ ràng một trăm rồi thì mình là cái người hiểu biết mình là cái người trí bởi vì trong tánh biết đó nó có biện tài nó có khả năng rất là lớn ừ. một cái động niệm dí gì ở trong sâu ở trong bao tử nó cũng biết nữa mà ở ngoài kia nó nhìn một cái gì là nó cũng biết nó nhanh nhẹn lắm Đó. cho nên mới nói cho nên ví, ví dụ vì tưởng tượng ra những khác biệt ông tưởng tượng thế như anh ông bông ba mà để đi tìm ông đi tìm là ông tìm lại cái ông nghi Đó. cho nên những mẫu câu nói nó rất đơn giản nhưng mà nếu mình chiết ra mình giảng có thể cả một bài giảng cho nên cái nghĩa lý nó hàm xúc ở trong này rất nhiều thành thành thực sự nó giống như là kinh đại thừa hay là kinh bát nhã một câu mình có thể giảng hoài không hết ừ. cho nên nó cái người hỏi ông hỏi ông cũng là người siêu việt ông nhận mình là người biết cái chân thật còn tôi thì không thì ông này ông thật sự bây giờ không phải ông nhưng mà mình cũng có thể nói được tôi đâu có nhận cái đó bao giờ nếu tôi là cái đó thì thì cần gì mà tôi phải nhận nó bởi vì nó là tôi rồi thì tôi là nhận nó làm gì? Trừ khi nó không phải là tôi thì tôi nhận nó. Còn cái người có bản ngã thì họ biết chút chút họ cũng nhận họ họ là người trí tuệ hay người biết. Có bao giờ ta nói âm là người hàng kém vì âm không biết? Ông mới nói rằng bởi vì cái ông kia mới nói là âm nhận mình là người biết cái chân thật còn tôi thì không tôi tôi không nhận được cái điều đó âm nhận được điều đó Tức là do bạn nói thôi, do cái người kia nói thôi. Chứ ổng, ổng đâu có nói đó. Cái người mà biết thật sự thì họ không có nhận, họ không có họ không có nghĩ. Bên nếu họ nghĩ trở lại như vậy thì thật sự họ đi, họ gọi là lưu sụp. Ừ. Họ không, họ không cần nghĩ đâu. Cho nên ổng mới trả lời, có bao giờ ta nói ông là người hàng kém vì ông không biết. Ông chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Hãy để những ai nghĩ ra những cái khác biệt như thế chứng minh sự khác biệt. Hãy để những ai nghĩ ra những khác biệt như thế chứng minh sự khác biệt. Mình nghĩ ra sự khác biệt rồi mình mới nói cái điều đó có khác biệt. Chứ nếu mình không nghĩ ra thì nó đâu có đâu ta không tự nhận mình biết cái mà ông không biết thật ra ta biết còn ít hơn cái ta không tự nhận mình biết ha cái mà ông không biết đó. không ông, ông ông nhận ra cái mà cái ông kia không biết nhưng mà thật ra ông biết còn biết, còn ít hơn bởi vì ông đâu có biết gì ông đâu có tối ngày hồi, hồi trước thì ông vừa vừa văn thuốc vừa đi bán thuốc lá mà ông vừa đi học đạo thật sự ông gặp thầy chỉ có 3 năm thôi mà ông giác ngộ và ông đi bán thuốc ông đâu có thì giờ mà để mà nói lý gọi là nói những cái chuyện kia bằng chân lý quyền diệu gì đâu đó là một người nó rất là thật thà một chân thật cũng như đức huệ năng vậy ông chỉ lo ông đốn củi ông nuôi mẹ tối ngày ông ông cũng đâu có nghĩ vớ vẩn gì đâu cho nên chúng ta đừng có tưởng là chúng ta thông thái chúng ta ngủ người nghĩ đủ cái thứ thiên trời địa đất đọc hàng trăm hàng ngàn cuốn sách đó là chúng ta là chúng ta biết nhưng cái biết đó cần nhiều thật sự là làm cho chúng cái tâm chúng ta nó nó cần nó cần mê mờ sao trộn bởi vì nó thuộc về cái sự kiến tri nó thuộc về cái sở tri và tất cả những cái gì nó chặt ém ở trong cái cái tâm của chúng ta rồi thì chúng ta nói cái gì là chúng ta nghe chúng ta thấy là chúng ta cũng biết ấy mình biết là biết những cái học lóm đó, biết học vẹt đó chứ thật sự mình đâu có biết mình biết những cái lặp lại gọi là tư duy gọi là ký ức thời gian còn cái biết của mình là cái ánh sáng nó rọi về nó thấy cái gì nó cũng biết còn cái kia chúng ta có cái này cái kia này chúng ta bởi vì không có ánh sáng chúng ta mới biết về cái kiểu đó bởi vì chúng ta biết cái đó cho nên chúng ta đâu có biết cái sự thật đó chúng ta thấy cái này là chúng ta biết cái, cái ly cái bình chúng ta biết cái chuyện đó là cái chuyện vớ vẩn người ta đặt ra để người ta dùng người ta đặt ra để người ta xài người ta đặt ra để phân biệt bởi vì họ không biết cái gì và họ họ khổ họ bất mãn họ họ yên lặng họ đại khái thì họ không chịu nổi cái 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 mà họ gọi là không biết cho nên họ phải đặt ra cái đó để biết và để dùng để phân biệt để đó. cho nên tại làm sao người ta phải đặt ra cái đó đặt cái đó để mà họ 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 kêu gọi cái tướng cũng như có một đứa con không biết nó là gì ta mới đặt nó là a là b rồi đứa sau là c là d ta đặt ra để nó nó có thứ lớp phân biệt thì khi mà ta đặt ra cái tên đó thì chúng ta kêu a b c thôi chứ ta, chúng ta còn quên mất một cái cái hình hài đơn sơ nghĩa là nó trong sáng bé bỏng mà nó sâu sâu cái sâu sắc của đứa bé đó chúng ta ít biết hơn cho đến cái cái thật của đứa bé đó chúng ta cũng hoàn toàn không biết chứ đừng có nói đến cái cái tâm linh của đứa bé đó thì nó là còn phi thường có khi nó hơn cái cái chưa biết của chúng ta nữa đó. nhưng mà khi chúng ta kêu cái tay nó ờ à, con con bé bé rồi này kia thì chúng ta tự thấy mình lớn này kia Và mình có chút tình thương thật Nhưng mà thật sự điều đó Mình lại không không còn lúc Mình còn không hiểu à. Rồi đời sống mỗi lúc nó thay đổi Và mỗi lúc nó mang cái màu sắc của thời gian Của cuộc đời, của xã hội Thì chúng ta là thấy Đứa bé đó qua những cái sự Giỏi giang không ngoan Hoặc là rành rẽ Này kia đó mà nếu nó đi bụi đời nó về thì nó còn biết hơn mẹ nó nữa, <laughs> thì mẹ nó ờ à, mày giỏi quá mày này thế này, bây giờ nó hồi nó ở nhà nó đâu có biết gì đâu, bây giờ nó đi mấy năm về để nó khôn ngoan nó biết, mẹ nó bây cũng không biết cho nên mẹ nó cũng thích cái đó, nhưng mà chỉ sợ nó quan nó hư thế thôi, cho nên người ta tôn trọng cái sự hiểu biết, thật sự cái đó là cái vụn vặt thôi bởi vì cái đó là để xài để dùng chứ còn không phải là mở mang cái tuệ giác không phải đi vào cái sự chứng đạo à. lời lẽ của âm thâm thái cung cách của âm cao cả lòng từ ái của âm đầy uy lực đó cái cái người hỏi họ nói như ông, như vậy là ông khóc quá rồi tôi đâu có cái đó ý chừng vậy thì ông ma ra mới nói nè ta không hề biết đến những thứ đó từ ông thấy đứng mà ông thấy vậy đó Còn, cũng như bây giờ một người nào cũng nói là thầy có trí hả thầy có trí hay là thầy có huệ gì thầy nói hay quá thật sự nói thật đó hả? chứ không phải là tôi bắt chước đâu tôi không biết điều đó nha bây giờ tôi ngồi đây hoàn toàn tôi không thấy điều đó bao giờ thiệt sự cái điều đó là điều lạ đó nghe mà khi mà tôi cần nói nhanh cần cần nhẹ nhàng cần 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 linh lợi hơn là tôi lại còn không thấy nữa bởi vì tôi nếu tôi thấy cái đó thì cái đó nó nổi lên cho tới lỗ mũi tôi rồi tôi nghẹt thở rồi nó nổi lên con mắt tôi nó che mắt tôi rồi bởi vì sao bởi vì cái gì nó nổi lên cũng như giống như chúng ta nghĩ đó bây giờ Chúng ta nghĩ đến một cái người nào đó Thì chúng ta mới biết người đó có mặt hay không có mặt Người đó ở đâu hoặc là chúng ta mới nghi nghĩ về người đó Là cái hình ảnh người đó trong này Còn nếu nó không có gì trong rỗng Thì chúng ta nói gì đó bây giờ Cho nên chúng ta cứ suy nghĩ kỹ kỹ Cái người mà nói mình biết nhiều chừng nào đó Có khi là cái người đó là không biết Nghĩa là người đó biết về vật nhưng mà không biết về tâm tức là người đó không có cái tâm biết mà có cái vật biết tức là người đó gọi là vật quá ừ, chứ không phải là tâm linh nữa à. bây giờ ai đó có thể họ nghĩ mình nói sai thì điều đó mình chấp nhận có thể mình nói sai theo cái kiểu của mình nhưng mà mình biết cái điều đó cái điều sai đó có thể nó gần cái sự thật còn cái điều trúng đó thì không biết nó gần ở cái chỗ nào mình chưa biết được đó. ta không hề biết những thứ đó và cũng chẳng thấy sự khác biệt nào nữa ta và ông cũng như cuộc đời ông cuộc đời ta chỉ là một chuỗi đặc điểm một chuỗi um, các diễn tiến đó những cái câu này thì nó quá thật Nhưng mà khi chúng ta không biết là Họ nói thật đó Nói như thế nào Thật sự cuộc sống chúng ta chỉ là những cái diễn tiến Những cái cái tương tác tương tục Nó trôi đuổi nhau thôi Nhưng mà chúng ta bị dính vào đó Chúng ta sanh ra hình ảnh khái niệm Sanh ra sự phân tích và sanh ra sự đúng sai Chúng ta sanh một cái, cái thức phân biệt như thế rồi cái đó nó là trở thành Chúng ta không còn trong sáng nữa Cũng như chúng ta nhìn một người nào Chúng ta nói người này là tốt, người này là xấu, người này là đúng, người này là sai Chúng ta chỉ thấy cái đó Qua cái đầu óc của chúng ta ừ. Giá trị như người đó có cái đúng hay là có cái sai, người có tốt có xấu Thì cái chuyện đó nó là cái hình thức đó Cũng như là Những cái tông màu Đen hay là trắng hay là ràng hay là đỏ vàng xanh thì nó là như vậy nó là như chính nó thôi ta nhìn có thể mình vẫn thấy cái vẻ đẹp trong nó có thể một đứa nhỏ nó 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 không biết nó cầm cái bút hay là cái chấm sơn gì nó vẽ 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 bậy nhưng mà nếu mà một người vô tư đừng có so sánh nhìn cũng thấy giống như một bức tranh thiên nhiên thật sự cái đó tôi cũng thấy rồi có nhiều đứa nhỏ nó cầm gì nó quẹt 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 tôi quẹ, dòm thấy cũng đẹp có tự nhiên như vậy đó nhưng mà nếu mình so sánh mình nói Rời, mày đừng có vẽ bậy này kia đó là bởi vì mình muốn vẽ thì phải ra cái gì cái gì đó còn nói thì nó đâu cần gì đó nó cầm nó làm vậy vậy đó nhưng mà cái nét bút của nó có nhiều khi nó là trôi chảy à. nó là như vậy đó à quỳ đứng làm gì cũng được miếng nghe được thôi ừ, ừ. 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 rồi à, hỏi lời lẽ của ông thông thái cung cách của ông câu cả lòng từ ái của ông đầy uy lực à, thì ông ông Mara mới nói ta không hề biết đến những thứ đó và cũng chẳng thấy sự khác biệt nào giữa ta và ông trong một trí đó không thấy khác biệt có những lúc chúng ta cũng không thấy ai khác biệt hết cả lúc đó là lúc chúng ta tốt nhất chúng ta vô tư nhất ừ. giống như là chúng ta đi chơi ở ngoài đường chúng ta thấy mọi người nó vui vẻ nghĩa là mọi người ăn mặc khác nhau hình thức khác nhau lớn nhỏ họ ồn ào nói chuyện nhưng mà chúng ta không phân biệt và chúng ta cũng không chấp nhất gì hết chúng ta nghĩ là giống như chúng ta đi ra giữa chợ đó, nhiều khi chúng ta có một cái niềm vui nhất là chợ Tết đó. hồi nhỏ mà tôi ra chợ Tết tôi thấy nó vui lắm nha nói là họ bán đủ thứ đồ mà rồi họ ồn ào họ đông đảo trang lắm nha bởi vì mình đâu có chấp cái đó đâu có phải là mình 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 nói tôi ra đây tôi thiền không được đó. mình đâu cần chuyện đó mà mình thấy những cái đó mình cũng không nói người này thế này thì cái mình cái người họ mà có áo trắng áo đen áo vàng áo đỏ rồi trẻ nít con cháu đủ, bụi tết mà nó ồn ào lắm nhất là chợ nhà quê mà tết thì nó vui thì mình thấy thấy vậy nhưng mà người sao nó có người già người lớn không chịu là tết bên này đông quá đi mệt quá này cái gì đó họ chịu không nổi còn cái trẻ nít thì nó thấy vui bị, nó vô tư nó không tính toán vậy cả cho nên cái tính chất do chúng ta cố chấp chúng ta khó chịu với những hình ảnh mà mà trong lòng của chúng ta thấy nó khóc nhau đó. Ừ. cho nên um, hãy để những ai nghe uh, ra những khác biệt như thế chứng minh sự khác biệt ta không tự nhận mình biết mà ông không biết thật ra ta biết còn ít hơn âm đúng ông nói cái này là nói đúng chứ không phải ông nói khiêm nhường như cả cũng như mình nói về biết cuộc sống nó thật sự tôi biết rất ít chứ không phải là biết nhiều nhưng mà cái, cái tính chất diễn dịch ấy, thì mình có một cái tính chất khi vận chuyển tiếp nó rất nhanh cho nên mình có thể phóng hình phóng đại ra lời lẽ của ông thông thái cung cách của ông câu cả lòng từ ái của ông uy lực ông mới trả lời ta không hề biết những thứ đó và cũng chẳng thấy sự khác biệt nào giữa ta và ông cũng như cuộc đời ông cuộc đời ta chỉ là một chuỗi các diễn tiến chỉ có điều là ta không bị ràng buộc đó, ông nói vậy đó cho nên chúng ta thấy ông ông không nói ông giải thoát hay không nó ta không có ràng buộc chuyện đó đâu còn âm thì ông biết nhiều cái này kia nhưng mà ta biết là có thể là ông ràng buộc ta thấy vỡ tuồng trôi qua là vỡ tuồng trôi qua còn âm thì vướng mắt đủ mọi thứ và lan tròn với chúng chúng là cho nên cái đó là có nói thật cho nên cái người giải thoát họ cũng sống nhưng mà họ không phải giống nè nó thật sự có nhiều lần tôi xuống ở dưới Sài Gòn ở ngồi bên đường hai chỗ hằng xanh bà chiếu rồi này kia tôi thấy xe chạy này tự nhiên vui như trên nít chứ. chứ chứ nó không có chuyện gì cả tôi cũng không thấy phiền não mà cũng không thấy cũng không sanh lòng ham muốn không có gì cả mà nó vui vui bởi vì những hình ảnh nó, nó nó, vừa thoáng qua thoáng qua rồi nó những cái gì đó nó tạo ra mình một cái sự cái cái vui hay là khổ là không phải là mình vui mình khổ mình vui là khi nào cái gì đó mà mình tham vọng được này kia còn cái cái này là cái tự nhiên của của trẻ con nó vui nó vậy đó tự nhiên mình thấy cái đó là cái vô tư nhưng mà nếu mà mà là một cái vị tu thiền đồ này kia chặt chẽ thì mình thấy đó phiền não thật đến đó thật ồn ào quá này kia mà đủ thứ chuyện ấy cả đó. cho nên mình mình kẹt còn đứa trẻ nhỏ nó nó chưa biết tôi cả Cũng giống như người giải thoát họ thấy cái chuyện đó Nó cũng như sóng biển mà vỗ Cũng như tiếng hải triều Hay là nhưng trên trên bờ biển có nhiều con cầm, con cua rồi nó Hoặc là con cá, con tôm hay cái gì đấy Tất cả mọi sự vật Nghĩa là đại khái thấy như cái thấy Hay là nghe như cái nghe Thì tự nhiên nó đều là giải thoát Nhưng mà nó cũng không cần giải thoát, không cần biết được cả cho nên cuộc sống thật sự là con người nó có những cái Nghĩa là nếu mà nói cái 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 không, cái dạy, cái này kia thì nó không đủ Nhưng mà nếu mà nói giải thoát thì nó có rất nhiều Nó có rất nhiều lợi thế và có gần như nó lợi thế hơn những ông thầy tu rất nhiều Tôi nói như vậy đó Cho nên nếu bây giờ so lại cái tâm của tôi chưa chắc tôi tốt bằng đứa trẻ con Hồi còn nhỏ đó, tôi thấy tôi tốt lắm Tôi thiên nhiên lắm nói như vậy đó còn bây giờ mình tu rồi mình tính toán mình biết đủ thứ chuyện cả cho nên còn lúc đó mình còn trở thành cái tính chất nó già dạng già cả con người nó nó sanh ra cái phân biệt cho nên trong lòng của mình nó phiền muộn và mình sẽ mau già mau chết là từ cái đó bởi vì mỗi lần mình phân biệt mình tính toán nó cọ sát những cái, từ cái thần kinh cho đến cái, cái thức của mình cái ý của mình cái sự nhóm hợp của mình nó phản ứng một cách ngược chiều và trong sự cọ sát nó nó làm nó quậy làm cho cái cái nó đục cái nước hay là cái khói bụi nó đục đi cho nên do như vậy cái mặt mình nó không sáng là bởi vì ở trong nó quậy quá đi nó quậy mà mình không biết nó quậy từ trong tiềm thức nó quậy ra còn trong người mình nó trống rỗng không có gì cả ánh sáng ở ngoài nó chiếu vô ánh sáng ở trong nó chiếu ra <laughs> cho nên mình chả bao giờ mình thấy mình già rồi cuối cùng mình cũng không thấy mình chết nữa có thể mình chết cho mình sống nó cũng là cái chuyển tiếp của những cái dòng chảy thôi nó không có gì cả còn cái có thể là mình vươn lên con mình nhìn lại cái đó mình nhìn cái dòng nước ra chảy đó. đó cái sự thật nó là vậy đó nhưng mà chúng ta nói cái này thì nó sớm những người mà họ chưa có kinh nghiệm đó thì họ khó tin điều đó nhưng mà nếu họ có đức tin vào những người tu tập ấy, thì thì họ cũng có cái cơ may họ sẽ bắt chước thực hành và họ thực hành thì họ sẽ được đạt được cái điều đó bởi vì cái điều đó là điều không khó vì sao mình nói không khó vì họ đã có điều đó rồi và họ chỉ tin tưởng họ sai vào là họ thấy mình chả có gì cả cái ham muốn của họ nó không có thật nhưng mà họ tưởng là có thật và họ theo cái truyền thống họ theo cái, cái cái quy trình cái cái cảm giác đó cho nên nó có thật cho nên chúng ta chỉ thật những cái gì chúng ta có trong tâm còn ở ngoài thì sự vật nó giống như dòng nước chảy mà trong tâm quả nhiên cũng vậy ở ngoài ở trong nó đều là một thứ ấy cả không có khác gì cả cho nên người hỏi nói điều gì làm cho ông thản nhiên như thế đó nghĩa là cũng như điều gì mà làm cho ông giải thoát như thế ông hoan hỷ như thế ông giác ngộ như thế đó. đó thì ông mới trả lời chẳng có gì đặc biệt cả ông không có gì đặc biệt có được sự thản nhiên ấy là do tín tâm của ta đối với tôn sư ngài bảo ta không là gì khác ngoài cái ta của ta và ta đã tin lời tin tưởng tôn sư ta đã thành xử theo lời ngài chỉ dạy và không còn bận tâm đến những gì không phải là ta hoặc là của ta. Bởi vì ông này ông bởi vì ông ông ít học mà ông cũng không có nhiều cái tư tưởng nó nó, nó quan đường hay là tưởng tượng gì. Nghĩa là gọi có thể gọi là một người thật thà, một người quê, một người bán thuốc lá, một người chân thật thôi kiếm một ngày chừng vài đồng lẻ vậy đủ mua gạo là ra đủ rồi và ông thoải mái cho nên khi ông gặp thầy thầy nói cái lòng tin nhờ cái đức tin đó mà cái pháp của ông trong vòng mấy năm ông đã thành tựu cái điều đó và ông trở thành một vị thầy thế gian bởi ông không có tâm riêng cho nên cái tâm ông như tâm trẻ con vui vẻ và ông ông làm cái nghề đơn giản chỉ vắng thuốc và bán thuốc à tụi con biết vắng thuốc không ta lấy cái cây đó ta để thuốc vô lấy cái cây à, cái cây mình vắng cho nó ra cái điếu thuốc chứ không phải là mình vắng cái tay nè có thể là người ta cũng có cách vắng khác ta vắng thuốc rồi từng điếu từng điếu vậy đó ta vắng khéo thì giống như thuốc điếu vậy đó, ta bắn gọi là vắng thuốc lá hoặc là ta ta, 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 cái, cái lá thuốc đó ở nhà quê thì ta lá thuốc và phơi khô rồi vắng vắng thành những cái điếu thuốc điếu thuốc lá hút nó, nó bằng bao nhiêu điếu thuốc kia à. cho nên ổng làm những nghề mà văn thuốc bán thuốc thật sự về nghề đó nó không có nhập tâm nó không có đổi chót mua bán gì nhiều nó đơn giản nó không có suy nghĩ và điều đó cho nên khi ông gặp thầy thì ông thầy nói sao ông nghe vậy ông đâu khi nào nghĩ thầy nói trúng thầy nói trật thầy nói phải quấy rồi cho nên ổng là một con người rất là chân thật cái đó có thể gọi là cái đậu tâm của ông cho nên mà ông gặp một vị thầy cho chưa thấy chúng ta nhiều khi chúng ta chưa chắc chúng ta 10 năm chúng ta đã ngộ được mà ông 3 năm là ông đã ngộ được ông đã à. cho nên mới hỏi là vì sao ông có cơ may đặt tất cả tín tâm vào tôn sư trong khi sự tin tưởng của chúng tôi thì là hình thức và ngôn từ mình Ví dụ mình tin ai đó Mình tin ông thầy mình Ông nói hay quá Hay là mình tin ông Cái hình thức ông thầy này Ông trang trọng hoặc ông gì đó Mình tin cái tướng của ông thầy Ông này thiệt sự Ông chân tu Ông có cái tướng tu Đồ này kia Hoặc thế này kia Chứ mình không có tin như Ra. mà ra ông không có nghĩ là cái tướng tu hay là cái ông thầy này nó thật giá nhưng mà nói sao là ông tin vậy bởi vì ông thầy là thầy cũng giống như một đứa con mà nó tin mẹ nó nói mẹ nó nói là nó tin thôi chứ nó không nghĩ đây là cha mẹ hay này kia bởi vì nó tự nhiên nó vậy đó vì nó tin cha mẹ nó cho nên nó 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 có thể có một cái gì đó nó có được cái sự giáo dục của của gia đình chứ nhà nào cũng vậy người ta cũng có con và người ta cũng có dạy nhưng mà có đứa nó nó nghe đứa nó không nghe đứa nó không nghe thì thật sự chịu thôi Cho nên cái câu hỏi này Vì sao âm có cơ mai đặt tất cả tín tâm vào tôn sư Tức là vì thầy Trong khi sự tin tưởng của chúng tôi chỉ là hình thức và ngôn từ Đó. Cái ông mới nói Ai biết được Chuyện chỉ xảy ra như thế Xảy ra như thế thì sẽ Chứ tôi đâu có đặt vấn đề đâu cho nên hồi đó hồi đó có cái bà già bà đi khòm mấy thế này mỗi lần đến nhà bà phải chống hai ghế từ dưới bà đi lên đi lên lên mà bà đâu có biết chùa chiền bà học đạo gì đâu mà cái thằng con bà thì nó rất thích thầy nó ba mấy tuổi nó đến nuôi đến nhà nó bà lên bà nó thầy ơi thầy có gì dạy con không tôi nói bà thích học không bà chịu học không bà nói chịu chứ thầy dạy con học bởi vì bà đâu có biết cái gì đâu ngay có đạo rồi bà không biết nhưng mà bà rất thích học thầy ví dụ vậy đó tôi nói bây giờ tôi cho bà mấy cái câu thơ bà đọc được rồi bà, bà giải thoát thôi bà nói có thiệt không tôi nói thiệt tôi chép bà thật sự bốn câu đó à, thì, thì mấy chùa ai không biết nguyện con khi mạng sắp gần chung tận trừ tất cả những chướng ngại tận mặt được thấy phật di đà liền được quán sanh có cực lạc đó thì biểu con, con giết cho bà học vậy mà sau khi bà chết bà kêu tôi bà nói thầy liên phương á dạy cái bài kinh này bây giờ bây giờ tao tao được về phật về phật bà nói với thằng con sao gặp con con nói lại bà kêu tên tôi cũng như ông già ông, ông ngoại của anh ngọc cũng vậy ông cũng ông cũng một bài thơ đó người ta chân thật người ta chí còn mình mình biết nhiều quá bài đó đâu gì kinh nào không có mình cứ nghĩ vậy thôi nên bà đọc người nhờ cái đức tin cho nên nó không có loạn nó không có nhiều chuyện và người ta đọc một câu như vậy thì đọc như vậy làm sao mà phật cũng như gõ bà gõ đúng ông bà, bà, bấm đúng bà số thì phật ông alo ông kêu lại thôi nguyện con khi mận sắp chung bấm ẩm bảo nguyện vậy mà nguyện con khi mận sắp gần chung diệt trừ tất cả những chướng mại tặng phật được thấy phật thì bà thấy phật liền gặp phật cho nên bà được giảm sanh đó thật sự có nhiều ngọ giảm sanh đơn giản lắm họ chỉ thuộc một bài kinh hoặc mấy câu niệm Phật hả? Coi trong đường về cực lạc nè Nó hàng trăm, hàng mấy trăm người họ giảng sanh Mà những bà già, những người đơn giản chừng nào họ giảng sanh còn dễ Còn mấy ông thầy thì nó rất khó nghe Ông thầy nếu mấy vị tổ sư rồi đó thì họ cũng cả lý cả sự trời Còn mấy ông thầy bởi vì ông học nhiều, ông kinh kệ, ông đủ thứ cả cho nên do vậy cái niệm phật cái đức tin nhẫn đến lúc chết cho nó không nó loạn cũng như tôi tôi ồn ào tôi đập nhiều nói nhiều giảng nhiều chứ chưa chắc tôi chết tôi giảng sanh cho nên do như vậy đó bên nhiều chừng nào nó phân tâm chừng nấy còn ít chừng nào mà mình tin á chứ không phải nói ít mà tốt hơn nhiều mà mình tin á thì thật sự mình được giảng sanh cũng như cái ông Mara này kia ông tin thầy ông Bởi ông cũng đâu có nhiều thầy đâu không có ông thầy ông tin thầy thầy nói sao ông làm vậy cái ông ông trở thành thánh nhân ông trở thành giải thoát cho nên nói vậy nữa cái câu hỏi là vì sao ông có cơ may đạt tất cả niềm tin vào tôn sư trong khi sự tin tưởng của chúng tôi chỉ là hình thức và ngôn từ cho nên cái ông hỏi này ông cũng biết về ông nữa đó Mara vui đáp này ai biết được Chuyện gì xảy ra như thế? Mọi chuyện xảy ra không hề có nguyên nhân. Hai lý do. Đó. Nó xảy ra là bởi vì nó đáp ứng. Mình tin là tự mình tin thôi. Chứ mình không phải nghĩ ông này đón tin, ông này mình so sánh, rồi mình tính toán quá rồi mới tin nhầm, Thật sự giống như mua bán cái này rẻ, cái này đúng đồ thiệt, đồ này kia. Ông không có nghĩ như vậy, không nghĩ ông thầy mình như vậy. Nhưng mà ông tin là ông tin, ông tin một cách chân thật, bình an vậy đó. Đó, như thế đó. xét cho cùng ai ai là ai thì có gì quan trọng nhưng câu kiến của ông về ta chỉ là ý kiến của ông ông có thể thay đổi ý kiến bất cứ lúc nào tại sao lại ràng buộc sự quan trọng vào ý kiến ngay cả ý kiến của ông cái câu này nói nó có lý nó đơn giản nhưng mà thật sự nó còn có cái lý ngầm rất sâu xa chúng ta thấy không ừ. Ừ. chuyện chỉ xảy ra như thế thôi chứ đừng có lý luận thêm nói như thế là như thế mọi chuyện xảy ra không hề có nguyên nhân hay à, lý do bởi vì chúng ta tìm nguyên nhân lý do là bởi chúng ta nghi chúng ta nghi nhiều thì chúng ta mới giải thích nhiều chúng ta mới nói nhiều còn chúng ta không có nghi không nói thì chúng ta tin rồi chúng ta tu thôi. Mà xét cho cùng ai là ai thì có gì quan trọng. Nếu ta là ta là cái gì đó gì đó thì đâu có gì quan trọng. Ta không có tên A thì tên B. Không có nói ở chỗ này thì ở chỗ kia thì cái chỗ nào cũng vậy, tên nào nó cũng vậy. Nó cũng là hình tướng và nó cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Những câu kiến của ông về ta chỉ là ý kiến của ông đó đây là ý kiến của ông ông muốn nói gì thì ông nói ta cũng không cần biết ông có thể thay đổi ý kiến bất cứ lúc nào bởi vì ý kiến ta đã biết rồi ý thiệt con người mà sanh ra có ý thì tức là có sự thay đổi nó đâu phải là tâm đâu tại sao lại ràng buộc sự quan trọng vào ý kiến nga có ý kiến của ông tại sao mình nói ý kiến mình xảy ra ý kiến lúc đó mình chưa có ý kiến bây giờ mình xảy ra rồi mình quan trọng nó tôi nói như vậy đó, tôi nghĩ như vậy đó, tôi nghĩ thường là tránh sót cái này kia. Mình lại đôn đốc lên, cho nên nó thật sự chứ tự mình hại mình thôi. Chuyện đáng lẽ là mình thảnh thơ hơn nhiều, mình rỗng rang hơn nhiều, mà mình còn lúc mình còn ấm thị mình, mình còn mà mát mình, mình mình cho nên thật sự cuộc sống này nó rất là nguy hiểm. Bởi vì chúng ta luôn luôn chúng ta cứ nghĩ được cái điều cái điều gì mà mình có thật rồi mình cứ nghĩ tôi là ghê nghe tôi là như vậy đó tôi là ghê gớm tôi là biết cái điều đó hơn bạn này kia không được nói tôi không được nói xấu tôi không được xúc phạm tôi nghe. nói vậy ghê. nhưng mà thật sự không có tất cả những điều mình nói đó là làm những điều mình tưởng thêm tưởng 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 thêm mình trầm tư tưởng và tư tưởng tư tưởng tư tưởng cho nên gọi là tưởng tri hay là thức tri hay là sở tri à là cái sở hữu mình tạo ra một sở hữu để mình ôm giữ mình tưởng tượng cho nên con người mình ấy, kêu bằng gọi là tự tâm thủ tự tâm tự tâm tự cái chỗ mình thử ôm giữ cái chỗ mình tự tâm thủ tự tâm phi hoạn thành hoạn pháp không có phải là hoạn quyển mà nó trở thành hoạn trở thành quyển tự tâm thủ tự tâm phi hoạn thành hoạn pháp chỉ cần mình hiểu đó thôi, mình hiểu đó thì tự mình không dính dấp gì, bất thủ vô phi hoạn, phi hoạn thường bắt sanh, à. nghĩa là không không chấp vào cái đó thì cái đó sẽ không sanh. Ừ. cho nên cũng như câu đó, tôi học một câu đó rất lâu mà nó rất hay, ừ. tự tâm thủ tự tâm phi hoạn thành hoạn pháp bất thủ vô phi quạng phi quạng thượng bất sanh quạng pháp văn hà lập thị danh diệu liên hoa tại sao nó lập ra cái quạng đó nó là cái tự sư nó cũng đẹp như hoa sen vậy thôi hoa sen nó sanh ra từ buồn nó sanh ra vậy thôi nhưng mà tự chúng ta chấp chúng ta không sanh là được rồi hay là cái không sanh bằng cách chúng ta nhìn như chính nó chứ đừng có nghĩ nó xấu nó tốt gì mà lỡ sanh rồi thôi đừng nói nữa. Yeah. Cho nên cái chân lý thì nó rất dễ Nhưng mà cái phi lý thì nó đa chiều, đa dạng, nó sinh chuyện dữ lắm Cho nên mới nói Chỉ có ý thức mà trong đó mọi chuyện xảy ra điều, điều này quá hiển nhiên và trong phạm vi kinh nghiệm của mỗi người Âm quan sát chưa kỹ đó thôi Hãy quan sát kỹ và sẽ thấy cái ta thấy nên sẽ thấy cái ta thấy tức là ông hãy quan sát cho kỹ đi rồi ông sẽ giác ngộ giống như ta giác ngộ vậy đại khái nhưng mà cái cách nói khéo ở trong cái ngôn ngữ thì ông thấy ông sẽ thấy cái ta thấy ta thấy là thấy được mình như thế nào mình là con người giải thoát con người giác ngộ hay sao đó chứ bây giờ mình nói ra thì nó cũng thành ra một cái cái đường vạch một cái đường thẳng một cái gờ một cái cái chỗ nó mình đặt ra thì người ta lại nghe cái ý của mình nghe cái nói của mình cho nên trong tất cả cái kinh sách mà giảng theo lối này đó chúng ta rất khó bắt trước cái, cái cái ngôn ngữ nhưng mà chúng ta có thể ngộ được dễ ngộ được à. nhưng mà nếu ai mà mình có một xíu cái 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 cái, cái, cái căn bản cái trí tuệ đó chúng ta học cái này cũng giống như chúng ta tụng kinh kim cang à, kinh bát nhã à, nhưng mà kim cang bất nhã tuy là vậy chứ mà thật sự bởi vì cái này là trong cái ngôn ngữ nó có sự thích nghĩa nó có nói một cái cách nghĩa là phi thường ra một cái cái biện tài siêu việt lắm bởi vì những người này thật sự nếu mà nói trắng ra cũng đều là giống như những bậc giác ngộ những vị bồ tát hay là những vị bích chi họ đi họ à, sống họ hiểu và họ giác ngộ và họ bỏ ra đi trong cái tuyệt đối chứ không phải là tương đối mình hoàn toàn mình không hiểu điều đó ừ. không phải là họ biết đó mà họ nói đâu chính là cái đó là cái đang có của họ họ sống họ đang sống trong cái tuyệt đối cho nên họ mới nói được tất cả những cái tuyệt đối bởi vì nói chân lý là cái tuyệt đối nó không thể so sánh nó không thể có những cái giống nhau như nó được ừ. Bởi vì dù bây giờ 10 người giáp ngộ Tuy nó khác nhau Nhưng mà thật sự nó cũng làm sự giáp ngộ Cho nên không so sánh được Không nói được Nhưng mà từ trong đó người ta sẽ có cái biện tài Sẽ có cái không trở ngại Còn cái lý trí thì nó rất trở ngại Bởi vì biết cái này thì không biết cái kia Mình nói cái này được Thì cái kia rất khó nói Nó, nó trở thành những cái tính chất của nó, nó nhưng ông vẫn khác biệt. Cái người hỏi đó ông nói, họ cũng không chịu, không chịu ông, ông cũng giống như tôi, họ nghĩ là ông là bậc thầy, bậc vĩ đại này kia, làm sao mình giống được? Chính vì có nghĩ thọ, cho nên nhưng ông vẫn khác biệt. Tâm ông hình như lúc nào cũng Tính lặng và an lạc, à, gì? À, phép à, lạ từ xảy ra qua năm tức là cái người hỏi đó họ nói là là cái tâm ông khóc tôi thấy cái tâm ông tính lặng tâm ông thế này thế kia và giống như lúc nào ông cũng có cái phép lạ xảy ra thật sự họ không thấy họ nói được nhưng mà họ không thấy vì cái thấy chính ông này ông cũng đang có như thế đó bởi vì nếu ông không có làm sao ông thấy cái đó được ông thấy cái đó ông biết cái đó nhưng mà ông là không tin vào cái thấy của ông mà ông là phê phán người khác mà dù ông khen ông, ông, hâm mộ nhưng mà ông hâm mộ cái đằng kia nếu cái đằng kia ông không biết làm sao ông hâm mộ được ông biết cái dở và ông biết cái hay tức là cái tánh biết của ông đó nếu bây giờ ông đừng có có nhiều chuyện đừng có phân biệt dở hay cả thì thực sự ông rất là cũng y nhưng mà ra có thể ông khả năng đó cho nên nó ta chẳng hề biết đến phép lạ ông ông nói nói phép lạ ta tự hỏi à, liệu thiên nhiên có thừa nhận ngoại lệ đối với những quy luật của nó hay không? Ừ. Thiên nhiên nó đâu có công nhận hay không công nhận nó quy luật gì đâu? nó sống như vậy đó. Ừ. cho nên tôi nói thường khi mà tôi nhìn, tôi hai buổi trưa đó nhìn ở trên một nhớ đọt cây rất là cao, có những cái lá nó non đấy nữa mình thấy nữa nó mỏng manh mà nó giống như một cánh bướm nghĩa là màu xanh lục mà nó nó chịu ở dưới một bữa bữa trưa trời nắng rất là gắt mình đứng một chút là mình thấy nóng hầm rồi nếu mình mặc áo ẩm áo ướt là nó khô liền thôi nhưng mà mình thấy cái cây đó mình nghĩ kỹ là nó không khô không héo nó rất hài hòa rất điều đặn trong cái âm dương của nó nó phơi giữa nắng nóng như vậy mà cái lá đó nó mỏng manh nó không khô nó nó không héo nó lạ mà mình nếu mà nó thấp mình bứt nó xuống thì mình cũng thấy nó mát mẻ nó như vậy đó cho nên mình nói cái gọi là thiên nhiên thiên giả lý tánh như đương nhiên nó là cái tự nhiên như thế thì nó mới như thế được còn chúng ta mất cái tự nhiên nhất tự nhiên tự thì chúng ta so sánh cho nên hồi nhỏ của vậy, hồi nhỏ tôi cũng giống như chiếc lá Lúc mà chúng tôi từ 8, 10 tuổi cho tới khoảng 15 tuổi trở lại, nó thật sự tôi giống như cái lá. Không bao giờ tôi bệnh hoạn vậy, Tôi chạy nắng trưa nắng chơi mà chạy tối ngày rồi, ương nóng vậy đó. Nhảy ùm xuống sông một tắm, rồi giỡn, rồi la ó ôm xòm, rồi chạy lên theo mấy cái bờ, nghĩa là rừng đó, rồi đi hái ổi non, hái chùm chài, vũ vẻ, rồi ăn ồn ào, trái nít mà. Nhưng mà trái nít nhà quê nó đâu có Phần nhiều là nó cũng không có học hành nhiều Hoặc là nó đi học chậm Nhưng mà nó sống rất thiên nhiên Rồi cái mày có khi nằm dưới bụi trà là ngủ chơi Hoặc này kia nó Vô tư chính cái vô tư đó mà nó mạnh khỏe Bởi vì nó không nghĩ nán nó cũng không nghĩ nám. Rồi lội xong rồi chơi nghĩa là tắm có khi hai ba tiếng đồng hồ giỡn chơi rồi ở bởi vì tôi ở gần cái con sông đó cho nên mình thấy nè nhưng mà trẻ nhỏ thành phố mà nó chơi vậy bữa là nó bệnh liền nó dập sáng vậy nó bệnh liền mà dân nán rồi tắm sông rồi chơi vậy nó cho nên nhà quê còn còn những trẻ nít đó, thì tôi thấy đó trời ơi mẹ nó đi làm bỏ nó hà lan mấy anh em hay chị em như, đứa lớn thì nhiều hơn lớn nè, năm bảy tuổi gì đó tuổi còn đứa nhỏ hai ba tuổi còn tuổi nó ngồi dưới đất nó nằm có khi nó ngủ dưới đất chơi hốt đất dọc đất có, có đứa thật sự nó còn không có quần nó mặc nữa đó. cái vùng tôi cũng gần vùng núi cũng nghèo cái thời đó nó, nó nghèo mà mà là thời đó cũng cũng như là thời kháng chiến nó cũng cái lương thực nó không không đủ nữa đó. Cho nên mà tôi thấy thật sự so với thành phố giờ mà sống vậy là tuổi nhỏ sống không có nổi đâu. Ăn, ăn, nhà tôi mà ăn nhiều khi cơm ghé, ghé của mì vô. Mì với bắp với gọi là độn, với khoai là ăn. <laughs> mà ngon dữ lắm, đâu có nghĩ gì đâu. Cho nên chúng ta thấy không? cái sự thiên nhiên mạnh khỏe của con người đó. Và chúng ta cũng không mất cái phần cảm giác ngon Mình cũng vẫn sống mạnh, sống ngon chứ mình đâu có đâu có ăn dở đâu Ăn khoai mì nó cũng ngon như thường Đó là sự thật đó. Cho nên chúng ta cứ suy nghĩ kỹ cuộc đời này Hạnh phúc hay không là do cái tâm của mình Mình phù hợp hay không phù hợp Hoặc là mình sanh ra cái tư tưởng Nghĩa là đặc dị một cái gì đó Kỳ thị một cái gì đó Thì tự nhiên chúng ta khổ thôi Chứ không có còn chúng ta vô tư thì không có gì cả ừ. Cho nên chúng nói là Ông thấy cái gì? Người hỏi hỏi ông thấy cái gì? Ông mới nói là Ta thấy cái mà ông cũng có thể thấy Nhưng mà có cái mình thấy rõ cái gì mà ta thấy thật sự ông cũng thấy ông cũng có điều đó nhưng mà một là nếu mà cái đó là thật sự cái ánh sáng cái sự giác ngộ là ông không nghi ông không nghĩ rằng cái chỗ đó ông không không có điểm danh không dừng được cái lại là, là chỗ đó ví dụ vậy đó chứ con người mình luôn luôn nó có cũng như con người mình luôn luôn nó vô niệm chứ không phải là nó niệm đâu nhưng mà mình không thấy cái vô niệm đó khi mình thấy cái vô niệm rồi thì thực như cái niệm và vô niệm nó đều là vô niệm còn không thấy vô niệm thì mình tìm cái vô niệm trong cái không niệm trong cái chưa niệm hay là sau khi cái niệm rồi nó dừng thì mình tìm cái vô niệm khi mình tìm được cái vô niệm rồi thì mình sẽ thấy cái niệm hoặc là mình thấy cái niệm nếu mình thấy được cái niệm cái tư tưởng rồi thì thật sự nó sẽ được cái vô niệm mà khi mình được vô niệm rồi á thì thật sự sau đó nó vẫn niệm nó vẫn niệm mà mình thấy nó vô niệm nhưng mà nó có một điều rõ ràng là nó không loạn và nó không có cái không biết mà luôn luôn nó có cái biết đó là một điều khác lạ hơn luôn luôn nó biết nó biết mình niệm nó biết mình làm gì nó biết ráo hết cả vì cái biết đó cho nên nó luôn luôn nó tỉnh ba nó sống vô tư nó còn đứa trẻ nít thì nó không biết nhưng mà nó cũng vô tư

giúp cái gì nó nó vô tư thì tức là nó an lạc trong tự tính nó tự tâm đó mà bởi vì bởi vì bây giờ nó không nó nó lại trong cái đó nhưng mà nó chưa xác định được điều đó cũng như mỗi con người đều có cái vô niệm đều cái không có tư tưởng nhưng mà mình không thấy cái khoảng trống cái khoảng tĩnh lặng tịch lặng vô vi đó mình không thấy cho nên mình không biết cái gì nó giả thì nó đang có đó mình cũng nghi nữa và mình chỉ thấy cái niệm mình khởi thấy cái tư tưởng nhưng mà trên thế giới này chỉ trừ có hai ba người thôi hai ba người nhận ra điều đó thôi ví dụ như chẳng hạn như cái Tuy hoặc sungberry hoặc là chẳng hạn như còn surat thì cũng lớn rồi hoặc là với tất cả nhà triết học họ biết cái điều đó nhưng mà khi họ biết nhưng mà họ chưa trọn vẹn họ trở thành một sự lý luận họ trở thành một người thông thái còn như Rishisanti khi mà ông nhận ông ở trong cái đó ông hoàn hảo thành ông ông trở thành một cái sự tĩnh lặng ông ông không có bị dục thốc mà phải nói hay là phải làm gì nhưng mà khi ông ông dạy giảng cho ai thì người đó sẽ được giác ngộ cho nên ông là một cái vị đạo sư lớn nhất của thế kỷ 20. À, và Mara này cũng vậy nữa à, cho nên do như vậy thành trẻ nít cho người lớn vậy nhưng mà người lớn họ biết cách nói họ biết cách trình bày bởi vì họ dùng cái phương tiện cái cái phương tiện của tương đối trong cái 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 tư duy mình tư duy mình biết cái tương đối người khác cũng tương đối bây giờ mình biết cái biết rồi thì mình lấy cái tương đối để mình dẫn dụ mình lấy nói ra cái biết là gì là gì gì rồi mình mới nói ra cái chỗ đó mình nói cái thiệt cái người lớn họ mới hiểu hoặc là người đương bởi vì cũng như cái tâm Phật ai không biết cái tâm Phật nhưng mà thật sự người ta diễn dịch được, người ta phân loại, người ta có thể biết, người ta có thể nói ra được thì người khác nhờ cái tương đối của cái tri thức thì mới ngộ vào được. À, um, cho nên bữa nói là kêu bằng uh, gì? Um, nhân danh hiển lý mới thành chân như đó. Thấy chân như thật đã nhận rành, chân kia chẳng có người đàn cũng không, tức là nghĩa là cái, cái, cái chân lý đó nó là cái bình thường thôi nhưng mà nếu mà nhận ra đó thì nó lại trở thành mới tin à. à, cho nên mới nói là tùy dòng nhận tánh chơi vơi như như tự tại không nơi vui buồn nhận được tính rồi tâm tự buông tức là không có cố chấp nữa chẳng nói năng chi nào phải cuồng liễu ngộ thức đồng như chưa liễu chứng đặt rồi dấu hết chi muốn các bậc đại thiền sư đại tổ sư là nhận như vậy nhưng mà nhận rồi thì người ta cũng sống bình thường thôi Nhưng mà người ta giải thoát à, Còn còn cái cái, cái, cái trẻ nít thì thật sự là Chỉ trừ một vài người Tức là tôi nói những thiên tài Những người mà sau nó trở thành đạo sư Hoặc là như ô sô được vậy Ông cũng là những thiên tài Về chân lý, về triết lý Ông cũng mười mấy tuổi Ông giác ngộ đó Mười mấy, mấy gì chưa tới hai mươi đó, đó sô này rishamuti này mahara hay là viva canada rồi tất cả những vị đó thiền sư đại sư đó. đó còn còn chỉ có christi là hồi nhỏ ông đã biết rồi nhưng mà thật sự ông tới hai mấy ba mươi tuổi thì ông mới xác định được đó. rồi nhiều người mà khi họ xác định được họ là bậc đại đạo sư cho nên gọi là thầy của trời người mà cho nên bất cứ thầy tu nào bất cứ thiền sư tu sĩ bất cứ một người nào trên thế giới này gặp ổng điều ổng độ độ được hết cả và không có ai bóp bẻ nổi ổng hết cả đọc. nó có nhiều cách nhận cái cái nhận ta nhận đơn giản khác còn một cái người nhận sâu trong cái trí tuệ họ nó sâu sắc khi họ nhận ra nó bùng sáng bùng, bùng vỡ ra à, cũng như ví dụ như người ta đánh được một chút lửa người ta chỉ chỉ cần hút điếu thuốc thôi, rồi rồi chút lửa đó nó tắt đi. Còn ta nhận ra cái lửa mà cái thời đầu tiên đó thì nó phát gọi là phát minh ra lửa, nó khác hơn bây giờ mình đi đi khẻ trong đá mình tìm chút lửa để đốt điếu thuốc, hoặc là chút lửa nó phát sinh ra rồi nó làm một cái gì, chẳng hạn như có thể đốt khu rừng, mà chút lửa nó sinh ra nó chỉ đốt điếu thuốc thôi, hoặc là nó chỉ chơi thôi ví dụ trong đêm tối mình lấy hai cục đá mà nó nhại lửa rồi mình khẽ khẽ mình đánh nó ra lửa để mình chơi đó chuyện nhà quê mình trẻ nít nó cũng hay làm đó nó khóc cho nên cũng thì cái ra đó nhưng mà cái chỗ biết giá trị và dùng đó hoặc là nó nó khác nhau cho nên con người cũng có thể thoáng biết cái đó nhưng mà không biết cái giá trị cũng giống như đứa nhỏ nó cũng thấy hồn hồn hồ ngọc nó xinh nhưng mà nó không có biết giá trị cho nên nó không dùng được to lớn. Cho nên người lớn mà nếu họ biết đó là một cái viên ngọc quý thì thực sự họ có thể đổi ra họ họ làm giàu. Nó khóc. Chứ nhưng mà nhưng mà thật sự thì trên thế giới này cũng rất ít rất ít những người như Christianity hay là như Osomara rồi nó có chừng chừng mười mấy vài chục người thôi nó rất ít nó rất ít cái thời tuổi nhỏ đó nó vậy đó chứ không phải là đứa nhỏ nào mà nó nhận ra rồi nó nó cũng trở thành đạo sư hết không phải như vậy đâu nó nhận ra nhưng mà nó, nó 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 chưa có một cái gì đó nó không không có thể diễn dịch rộng rãi ra được nó không có thể mở mang và nó không đủ từ đủ ngôn ngữ nó phải cần ở trường nó phải cần vào lớp học và nó học rồi này kia khi nó trưởng thành cũng giống như các vị tu cô các vị lạc ma đó họ tái sinh đó họ tái sinh họ biết họ tái sinh mấy tuổi họ đã biết họ nhớ lại kiếp trước rồi họ tái sinh ấy nhưng mà rồi họ phải vào trường họ học họ học phải đạt qua cái bằng gọi là xin bố chê về như họ trở thành tiến sĩ đó thì họ mới ra thiếu pháp chứ còn họ biết như vậy để làm gì đâu họ biết họ nói tôi là ngày đó ngày đó tôi sanh ra hoặc là tôi người này là bạn thầy theo nói vậy rồi thấy cái đó họ đâu có biết nói gì nữa họ phải học cái ngôn ngữ của loài người à, cũng như bồ tát đi ở trong lục đạo đều biết những ngôn ngữ của chúng sanh thì mới dạy được chẳng những biết ngôn ngữ mà biết tập quán biết tất cả nghiệp ý hành tâm thức thì mới giáo hóa được à, ví dụ như cũng như ví dụ như bây giờ thầy thầy biết ít nhưng mà thầy nhờ thầy học nó nhiều sách vở hơn cho nên thầy có cái phương tiện diễn dịch nói năng và đồng thời thầy cũng thích cái, 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 cái cách để trình bày chân lý và trình bày chân lý nó khác nhau nó phải có cái sự sáng kiến riêng nữa cho nên chứ thật sự đứa nhỏ nó có nhưng mà người lớn nhìn đứa nhỏ thì nó tốt hơn bởi vì đứa nhỏ nó dùng hay nó sống thế nào nó cũng là vẫn tốt nó vẫn tốt nhưng mà người lớn thì thấy nó sai nó phạm này kia chứ mà nó không thấy cả ngay cả khi nó lấy một cái món đồ nó ăn cũng vậy nó không 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 có tội gì cả nhưng mà người lớn nó à, không chó sao mày lấy mày ăn cắp hả? này kia thì đã gây cho nó một cái tội một cái một, một một cái mặt cảm nó chưa biết có thể mình nói à con đừng lấy cái này con lấy con hỏi gì đó đơn giản nhưng mà đừng để cho nó nó nghĩ là ăn cắp ăn trộm này này kia cái đó đâu phải ăn cắp nó vô tư nó thấy thì nó lấy thôi nó ăn thôi nhưng mình có cái luật lệ thì mình vậy à. cho nên do như vậy cái vấn đề nó còn có cái phân tích nó thuộc về cái cái phương tiện trí nữa có cái phương tiện trí thì thì mới có thể thiếu pháp độ sanh được còn cái biết đó nhìn chỉ biết chút biết cái vậy thôi được bấy nhiêu thôi chứ đâu có gì đâu thì, thì mình vẫn không cho nên mình phải phải có một cái sự tin tấn hơn nữa cho nên tất cả như các vị Rinpoche đó nhiều vị họ sinh ra họ giỏi lắm ngay như Đức Đạt Lai Lạt Ma ông cũng phải học nữa ông có rất nhiều vị thầy rồi phải học nữa rồi mới biết được chúng ta nói cho nó hết cái, cái chút này còn thiếu nữa uhm ta thấy cái mà âm cũng có thể thấy ở đây và hãy bây giờ nếu tiêu điểm chú ý của âm không sai lệch ha, âm chẳng hề chú ý đến cái ta của chính âm. Tức là mình đâu có sai vô mình nhìn đâu. Mình luôn luôn mình cứ nghĩ bên ngoài mà mình cũng không biết cái sai vô là cách nào, mình cũng không thật sự biết cái lắng nghe là cách nào. Điều đó thật sự mình cũng phải nên học và nên hỏi những người đó là những cái từ đó như thế nào lắng là như thế nào nghe là như thế nào xoay vào xoay ra là như thế nào và cái thức nó để chỗ nào đó cho nên mình phải học chứ sao không học âm chẳng hề chú ý đến cái ta của chính âm tâm âm luôn luôn bận biểu với sự kiện luôn luôn mình có vấn đề luôn luôn lúc nào mình có cũng có chuyện này chuyện kia cũng như trong ngày mình con người và ý tưởng nhưng chẳng bao giờ với cái ta của ông hãy đặt hái uh, đặt cái ta của ông vào tiêu điểm của sự chú ý cái ta này không phải là bắn ngã nhưng mà mình phải đặt một cái tính chất của trong cái mà mình không, không biết nhưng mình trống rỗng mình cái những cái gì mình phải sanh ra những cái cái lần mức để thấy để rõ ràng, để xác định nó. Ừ. Nhưng mà mình không đặt nó trở thành một cái tà kiếm của cái khác Mình nói nó như vậy chứ không phải như vậy. Tức là mình sai. Mình không biết cái gì. Là mình hay dòm, hay ngó, hay coi. Và mình phát minh nó. Chứ không phải mình đặt một cái đối tác. Để mà mình trở thành tri thức phân biệt. Thì cái đó không đúng với cái con đường giác ngộ. Ừ. Hai đặt cái ta của ông vào tiêu điểm của sự chú ý. Đó tức là cái 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 mà mình có cái khả năng mình thấy của cái chuối mình biết cũng như là mình hãy nhìn một sự vật này và mình gửi cái biết vào trong đó thì một á là mình thấy theo thông thường mình thấy đây là cái ly đây là cái nắp hay là đây cái gì đó là bởi vì mình thấy cái này không phải là mình không thấy nhưng mà bởi vì mình có cái vọng tưởng nó là cái ly hay cái bình hay tách là cái vọng tưởng thì mình không thấy được cái cái thực sắc thực sự của nó. Cho nên mình nó đạt vào này nhưng mà đồng thời mình phải thấy theo cái con đường giác ngộ, tức là cái 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 sự thấy không tên, thấy vô niệm. Thì chẳng bao lâu mình sẽ thấy được cái toàn diện. Nhưng mà mình không có cái ý tập luyện điều đó. Cũng như mình niệm Phật, mình niệm Phật hoài nhưng mà mình không có ý thấy để tìm cái sự nhất tâm ở chỗ nào. Thì mình không có nhất tâm Ừ. chứ người giả tiếng người ta niệm phật nếu không biết thì mình học nhưng mà mình nhiều khi mình cũng không cần học mình nói ừ, có gì đâu niệm phật ai không niệm được tôi cũng niệm được tôi còn niệm nhiều hơn thì thật sự là vậy thì cháy rồi thì người ta cũng không có cân có gì người ta. ta ta nói lên cái đó mình niệm phật tối ngày nhưng mà mình phải biết cái điểm nhất tâm và mà cái điểm khởi cái điểm như thế nào đó thì nó mới thấy cái sự nhất tâm nếu mình nhắc tâm rồi mình niệm một tiếng cũng nhắc tâm. Mà mình niệm một ngàn tiếng cũng nhắc tâm. Nó không bao giờ nó loạn nữa. Nhưng mà mình không thấy chỗ đó. Mà mình cũng không thái mái, không tin ranh để mà học hỏi. Mà luôn luôn mình tự tôi cũng biết tôi rồi. Tôi cũng chả cần học ai này kia đó. Mình tự nhiên mình sanh ra những ý nghĩ nó tiêu cực như vậy. Thì cái điều đó người ta cũng 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 đâu có, có cân cớ gì mà ngứa miệng người ta nói chuyện đó đâu. Cho nên biết rõ sự tồn tại của chính ông. Hãy thấy chính ông hành xử như thế nào, quan sát những nguyên do và hậu quả của của các hành động của ông. Đó, bằng sự chú ý, quan sát bằng sự chú ý hãy tìm hiểu cái nhà tù âm đã dựng lên quanh ông, bằng cách biết cái không phải là ông. Những câu này quá hay hãy nhìn nhận hãy thấy được những cái đó và biết nó không phải là ông tức là thấy cái vô tư cái không dính dấp gì cái 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 không phải là không dính dấp gì mà thấy cái không tên thấy cái thực tướng pháp của nó đó bằng cách biết cái không phải là ông ông sẽ biết được cái ta của chính ông tức là cái biết của mình nó xác định được nó trở thành như thế như thế nhưng mà nó không nói không tự hào tự kêu tự đại tự mãn nó cái cái ta đó nhưng mà nó không có ngã đừng trở lui với cái ta của ông là con đường không qua sự phủ nhận và khước từ cho nên đức phật cũng dạy ngã năng sau khi tịch rồi thì trong đầu tiên là phải nói ta nghe như vậy Tất cả kinh điển đều có chữ Như Thị Ngã Văn đó, cũng, cũng cũng Kinh Di Đà cũng vậy đó. Như Thị Ngã Văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên. Vậy như vậy tôi nghe một thời Đức Phật ở tại vườn ông Thái Tử Kỳ Đà hay là vườn ông cấp cô độc gì đó. Cho nên cũng phải có cái chữ đó để xác định rằng tôi nghe, từ tôi nghe của nghe Đức Phật nói chứ đâu phải nói tôi không có ngã tôi đâu có ta được này cái dù làm sao mà kết tập kinh điển được nó ta nhưng mà ta đâu có ta gì đâu ừ. khước từ một điều chắc chắn cái thật không phải là tướng tưởng tượng nó không phải là sản phẩm của tâm ngay cả ý thức ta hiện hữu Đó. cũng không liên tục mặc dù nó là một chỉ điểm Hữu ích nó chỉ chỗ tìm kiếm ở đây mấy lần tôi có nói về cái chữ ta hiện hữu đó như thế nào tức là không phải nói giải thích về đó nhưng mà mình có cái tính chắc là phải hiểu biết cái từ đó trong cái trạng thái tâm. Tôi gạch đây bữa nào nói dẫn lại nữa. Uhm. Nó chỉ chỗ tìm kiếm ở đâu? Nhưng không chỉ cái gì phải tìm kiếm, phải tìm, hãy quan sát nó. Thật kỹ, một khi ông tin rằng ông không thể nói bất cứ điều gì đúng thật về cái ta của ông. Ngoại trừ cái ta hiện hữu, cái ta hiện hữu khác, cái hiện cái hiện ta hiện hữu thật sự nó không có cái ta. Nhưng mà nó có cái trạng thái tâm như mấy lần tôi thường nói nó ở trong cái tính chất nghĩa là giữa cái biết về sự vật và mình tự nhiên nó sững lên nó ngưng đặn nó ở trong nhưng mà cái này mình phải hiểu đi hiểu lại và mình phải quay trở vào mình thực hiện nó một đôi lần thì nó trở thành chính mình còn nếu mình lơ là mình không có cái sự chú tâm thì nó cũng chỉ nghe thoáng ngoài tai thôi và những lời này dù nó có cao siêu nó có tuyệt vời thế nào nữa nó cũng chỉ giống như một tiếng nhạc nó đi qua nó rung động một chút rồi nó mất hút đó nó... tất cả những gì ông cần là từ bỏ cái khuynh hướng um, định ngôn từ quá mà ông là tất cả những gì ông cần chỉ là cái khuynh hướng định nghĩa cái ta của ông như là mình nhưng mình đừng có muốn định nghĩa Mình đừng có muốn Bởi vì mình nghi ngờ mình hiểu biết Cho nên mình móc ở trong trong cái ký của mình ra Cái gì nó giống giống Cái gì nó có lý rồi mình định nghĩa Cái đó nó thật sự là một cái tính chất Nó kém cỏi Nhưng mà mình không tự biết điều đó đâu Khó lắm Tất cả mọi định nghĩa chỉ áp dụng cho thân xác của ông Và những thể hiện của nó một khi nỗi ám ảnh về thân xác không còn nữa Ừ, tức là cái bài này là nỗi ám ảnh về thân xác đó. Nhưng mà khi mà mình không còn cái 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 sự ám ảnh về thân xác đó. Tôi, tôi tôi ghi cái chỗ này bữa nào mình giảng lại cho nó thật rõ ràng. Bởi vì mình giảng mình nói mà mình không hiểu thì thật sự nó rất uổng và nó đi qua rồi nhiều khi mình cứ nghĩ là mình hiểu rồi rồi mình sẽ không bao giờ hiểu. Bởi vì mình nói mình hiểu rồi những sự ấn ảnh không còn nữa Ông sẽ trở lại trạng thái tự nhiên Một cách tùy nghi Và chẳng cần cố gắng Đâu có gì cố gắng Sự khác biệt duy nhất Giữa ông và ta là Ta biết rõ trạng thái tự nhiên của ta Đó Còn có lẽ là ông là ông không thấy điều đó đâu đó. Cái, cái khác là ở chỗ đó Là ta biết rõ trạng thái tự nhiên của ta nè biết mà không phải là khi biết khi không đâu không ừ. như cây viết này là khi có khi không nè do bạch do có phải là như như cái đoạn đó ông nói thì có phải là ông nói về danh và sắc không sao? tại vì khi mà nói là cái ta mà đặt tên rồi á là nó về là cái danh còn nói sự ám ảnh về cái thân xác và cái hình tướng ở đây ở đây mình không nói về cái vấn đề danh và sắc hay là gì nếu mình nói qua đó thì cái cách hiểu mình nó là hiểu theo cái cách của mình hiểu trước đây. Bởi vì trước đây nếu mình đã hiểu thì mình hiểu rồi. Còn bây giờ nếu mình hiểu là mình sẽ hiểu một cách khác. Ừ, cũng như mình nói bây giờ cái gì đây thì họ hiểu mình nó hiểu. Nhưng mình không thể nói là tôi hiểu cái đó, tôi cũng hiểu này thì bây giờ họ hiểu cái gì đây thì nó à, tôi biết, tôi biết cái đó nghĩa tôi biết cái đó thôi nghĩa là cái biết nó ngang bằng còn cái gì đó thì đây là cây thước đây là cây viết nhưng mà cây viết với cây thước chỉ khác nhau danh từ chứ mà cái biết nó vẫn đồng nhau cái hiểu khi cái thấy ban đầu nó thật sự nó giống nhau nó giống nhau không phải là nó giống nhau cái này là cái này nhưng mà khi chúng ta thấy đó chúng ta không có sanh ra tâm phân biệt cho nên hai cái nó giống nhau cái này hồi xưa đó là tôi rất là mơ hồ và tôi cố theo dõi theo dõi cho nên bây giờ thì mình nhìn đúng như cái 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 điều mà mình mình đã nghe đó cho nên nếu mà mình hiểu cái này được á, thì mình hiểu được tất cả còn mình không hiểu mà mình hiểu cái là một ngón tay thì nó là cái đồng hồ nó là cái bàn cái ghế cái tên cái gọi cái quả đất cái hành tinh cái gì nó nó túi bụi đủ thứ còn mình hiểu cái này một cái này thì là hiểu được tất cả vũ trụ vạn vật nó cũng như cái đó cho nên cái điều này dù chúng ta phải học 10 năm đi nữa thì nó cũng còn mau hơn là là chúng ta học cuối cùng học bất kỳ cái đó rồi phải đi tới cái chỗ kết thúc trong cái biết của cái sự giác ngộ này thì nó phải có thể là bằng một ngàn năm hay là một triệu năm hay là một bao nhiêu kiếp số đó. Ừ. Ừ. Cho nên ta biết rõ trạng thái tự nhiên của ta còn âm thì bối rối cũng giống như vàng khi được làm thành đồ trang sức chẳng hề có ưu thế hơn vàng cám trừ khi cái tâm bày vẽ ra như thế. Vì vậy chúng ta là một trong hiện hữu là một trong hiểu và chỉ khóc hiện tượng bên ngoài chỉ khóc hình tướng bên ngoài chúng ta phải hiện phải hiện ra điều này bằng sự thành khẩn bằng tìm hiểu bằng thắc mắc bằng tra vấn hàng ngày và hằng giờ bằng sự dâng hiến cuộc đời cho sự um, cho sự khám phá này đó ông nói cái này là đồng như như là pretty. chúng ta phải thật sự tha thiết chúng ta phải thật sự biết cái này là nó khó có, khó, khó được khi vô lượng kiếp vô lượng đời chúng ta chúng ta không biết cái này thì thôi nếu mà nói khi mà nói về cái không biết này á thì ở trong những cái cuộc luân hồi chúng ta nó đồng với các bụi nó đồng với mười phương thế giới bây giờ chúng ta nhìn trên trên không gian nó có bao nhiêu vì sao trong những cái giải thiên hà đó chúng ta còn tái sinh còn khổ cực còn nhiều hơn sau ở trên đời chúng ta bị thân xác nghĩa là nó 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 ô nhục nó khủng hoảng nó nó khổ sở nhiều, như vậy đó cho nên con người nó phải mình phải sanh ra cái trí để mà có một cái chút tự ái có một chút tự trọng có một cái chút gì đó thì chúng ta mới mới làm một cái sức mạnh để đẩy tới được để cũng như giống như là chúng ta muốn nhảy qua một cái mương thì chúng ta phải có một sự cố gắng làm một cú hít của thân thể thống vụt ra đó. thì chúng ta được cũng như giống như tụi con tung kinh vậy đó nếu chúng ta muốn tụng hai thì chúng ta phải theo vô trong và chúng ta tạo ra một chút tha thiết một chút thương cảm thì cái giọng nó mới âm được Con nói giọng nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật còn mình nạp mình phải thương phật mình nói nam mô a di đà phật đó nó khác nhau Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cho nó nó khác nhau thì mình phải biết làm sao để mình chuyển âm, mình phải được làm biết cũng như mình tức giận thì mình la to lên. Thì bây giờ mình không tức giận nhưng mà mình vận dụng mình la to, tức là mình biết tạo ra cái âm lượng và tạo ra cái âm dai trong sự rung động giống như mình chơi đàn đánh nhạc mình phải rung như thế nào phải nhắn như thế nào Đó còn nếu còn nếu mình sâu mình cứ vậy thì đó. cho nên cho nên vấn đề cái là tất cả nó đều do từ cái không mà mình sanh được mình muốn sanh ra loại âm thanh nào nó sanh cho nên hồi mà thầy hai mươi mấy tuổi hai mươi hai tuổi hai mươi tuổi là thầy tụng kinh pháp hoa khi tụng đó rồi thầy thấy tại sao tự nhiên mình tụng hay quá thì thầy nghĩ lúc đó thì cảm xúc lắm cảm động nó rơi lệ mình tụng mình thấy nó hay quá rồi tự nhiên cái âm thanh mình nó vụt lên sau này mình biết ra thì tự nhiên mình theo cái đài đó mình phấn khởi mình muốn tụng có khi là nó chưa cảm động nó chưa có thương phật mà mình tạo ra một cái cảm giác đó thì tự nhiên cái âm thanh đó nó cũng có đó. À, cho nên chúng ta có thể nhập vai, nhập vào trong cái âm lượng của tất cả những cái bài hát được là bởi vì chúng ta biết tạo ra âm thanh chứ không không có ai mà mà hay hết được mà cũng không có ai dở cho nên chúng ta bứ đi đi học về âm thanh, đó. đi học về, về về cũng như ca hát đầu tiên hay là chúng ta đi diễn thuyết hay là này kia, chúng ta cũng phải học cái cách để mà trình bày để mà mà có một cái nói biết như thế nào nghĩa là trong khi đó chúng ta cái nguyên lý cái cái sâu sắc ai cũng có sẵn một giống như nhau nhưng mà một người tự nhiên có thể phát sinh được là bởi vì do trước đó mình có cái quen thuộc hoặc là do mình có cảm tính đó hoặc là do mình có nhiều cái lòng thương yêu nhiều cái cảm tính mà mình nói ra cái nó nó có một cái truyền cảm còn mình hay nóng giận mình hay ngon chàng này kia thì mình nói cái tiếng ngân 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 bè bè vậy thôi chứ nó không có cảm tình thì mình tụng kinh nó cũng vậy cho nên do như vậy chúng ta phải tự nghĩ ra chúng ta tự làm sao mà mình có một giọt lệ mình thương phật hay là mình nghĩ tới cuộc đời này nó rất là vô thường Mình sầu bi tuổi thẹn Mà mình sanh ra vô số tới chừng này giống như cái cây thịt Đi đi chạy chạy mà chả có biết gì cả Rồi cứ đi ăn nùi không chứ đâu được làm gì đâu Ngoài ra thì không có được gì cả Còn ba cái chuyện khôn ngoan nào kia thì chỉ có nước đánh lộn với nhau thôi Tranh giành, tranh ăn, tranh gì đó Đủ thứ chứ thật sự đâu được gì đâu cho nên cho nên những có những con vật nó nó tiến quá nó hung nhưng mà nó chỉ trên cái sức khỏe trên cái sự hung hăng của nó thôi chứ cái trí huệ nó không có nó chỉ lớn còn lớn thì cái cân nó càng nặng ví dụ một con trâu á nó mới sanh ra chứ mà một năm sau nó có cân nặng dữ lắm nhưng mà cái trí tuệ nó cũng vậy không thể nói trí tuệ mà cái biết cái, cái, cái khâu ngoan nó cũng vậy thôi Đó. cho nên chúng ta cũng vậy chúng ta phải tự ái chúng ta phải tự có một cái sự tự trọng tự ái buồn khổ chúng ta nghĩ tại sao người ta lại hiểu biết hoặc là người ta này kia mình không nói này kia cho nên chúng ta tự phiền não phiền não này là một cái cũng giống như một giọt lệ mà chúng ta buồn cho cái kiếp người hay là thương cho nhân sinh thế sự thì cái đó không phải là phiền não mà cái đó là cái phước đức đó. thì chúng ta mới tạo phước cho cho nhân loại cho chúng sanh được còn chúng ta không có tình thương thì thật sự chúng ta làm việc gì được cũng khổ thôi bởi vì trong cái lý lẽ mình có lý lẽ Người ta cũng có lý lẽ Lý lẽ còn hơn mình nữa Nhưng mà tình thương thì không có Cho nên nguy hiểm ở chỗ đó Cho nên nhiều khi tôi thấy Cho nên thà là ví dụ như Giả tỷ như mình 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 làm ông gì đi nữa trong khi mình chết không bằng mình thương tất cả chúng sanh nhân loại rồi mình nguyện mình rồi bây giờ tôi luân hồi cũng được nói tôi sanh ra để để mà tôi giúp đỡ cho thế giới cho nhân loại và tôi hoặc là biết được đạo lý để mà làm cho chúng sanh được giải thoát Mình nghĩ họ cũng như bà con khuyến thuộc mình đó tự nhiên mình có cảm xúc đó Mà thường thường mình có cảm xúc mà lương thiện đó là có nước mình sanh lên trời thôi Bởi vì cái, cái lòng từ bi nó mất mã nó dễ đi lên nữa. Cho nên bất cứ cái gì ấy, mình không có nhưng mà mình tạo ra được Trí tuệ cũng vậy mình có thể tạo ra được Thôi được rồi bạch sư ông có những câu ừ. quý phật tử gửi cô hồng Chương bài kinh hay lắm thầy cuộc sống đời thường của vị giác ngộ bài kinh này cho chúng con chúc ích sự đối chứng của bản thân con chi ân thầy và sư cô ừ. cái bạn này bạn kinh lan à, con biết nếu sư ông không biết khi chú tiến chạy tới chạy lui thì chắc là sư ông biết trên tất cả các chiếc da ừ. có nghĩa là con biết nếu sư ông không biết khi chú tiến chạy tới chạy lui thì chắc là sư ông biết trên tất cả các chiếc da ừ. cô biết à. cô cô nói vậy cô biết cô nói gì rồi <laughs> ừ. Rồi được ha ừ. cho nên nguyện cho tất cả mọi người và trước hết là con nguyện được con biết được cái bồ đề tâm và con biết cái nhớ nghĩ thương đến chư Phật và chúng sanh và con nguyện làm được lợi ích rộng lớn nghĩa là không có nhàm chán đời đời vậy. Đó.